đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Chương 431, địa ngục Trần Gian. Trong đại điện, trong điện chỉ có hai người, Diệp Huyên và Liên Vạn Lý. Liên Vạn Lý bưng tách trà trước mặt lên nhấp một ngụm, một lát sau, nàng ta lắc đầu, vị đắng chát, không ngọt, trà kém chất lượng. Nói xong, nàng ta đặt tách trà xuống. Diệp Huyên cười nói, "Liên cô nương, lần này gặp cô làm ta cảm thấy rất thân thiết, câu đó nói thế nào nhỉ?" à đúng rồi một ngày không gặp như cách ba thu liên vạn lý liếc nhìn diệp huyên mấy ngày không gặp ngoài thực lực tăng mạnh miệng lưỡi ngươi cũng trơn tru hơn nhiều đấy diệp huyên muốn nói gì đó nhưng liên vạn lý đã lạnh nhạt nói trước vào thẳng chủ đề chính đi diệp huyên gật đầu nghiêm mặt đáp nói cho ta biết cô nghĩ thế nào liên vạn lý duỗi ngón tay nhúng vào nước trà sau đó vẽ một vòng tròn trên bàn vì sư tôn của ngươi nên cả Thanh Thương giới đã xảy ra biến động đột ngột, đặc biệt là Thanh Châu chúng ta, bản nguyên bị tổn hại nặng nề, linh khí khắp nơi đang tan biến với tốc độ cực nhanh. Nói tới đây, nàng ta chấm rất nhiều chấm nhỏ bên trong vòng tròn, ngoài ra còn một chuyện nữa, đó là những người đến từ Trung Thổ Thần Châu kia. Sau khi vào Thanh Châu, họ điên cuồng cướp đoạt, không có việc ác nào không làm. Thực lực cá nhân của những người này rất mạnh và lại còn phân tán, khó có thể diệt trừ tận gốc muốn cứu Thanh Châu nhất định phải bắt đầu từ hai mặt. Thứ nhất, tìm linh mạch, khôi phục bản nguyên Thanh Châu. Thứ hai, chấn an dân chúng, diệt trừ thù ngoài. Diệp Huyên hơi ngạc nhiên, vì hắn không ngờ Liên Vạn Lý muốn cứu toàn bộ Thanh Châu. Như biết Diệp Huyên đang nghĩ gì, Liên Vạn Lý hờ hững nói, năng lực càng lớn thì trách nhiệm càng lớn. Ở Thanh Châu này, người có thực lực mạnh nhất ngoài đế quốc đại vân ta chính là Diệp Huyên ngươi, sau lưng ngươi còn có khương quốc ninh quốc và túy tiên lâu còn nếu chúng ta không làm gì cả nhiều nhất một tháng thanh châu này sẽ trở thành địa ngục trần gian địa ngục trần gian diệp huyên im lặng vẻ mặt hơi âm u vì liên vạn lý nói rất đúng nếu hắn không đến ninh quốc thì giờ ninh quốc đã trở thành địa ngục trần gian nếu những cao thủ đến từ trung thổ thần châu đó vào thành chắc chắn họ sẽ điên cuồng giải phóng mặt u ám nhất trong lòng mình nhân tính trong thời buổi loạn lạc này nhiều người đã không còn nhân tính nữa liên vạn lý nhìn diệp huyên chờ hắn trả lời mà tay phải nàng ta vẫn cầm tách trà hơi siết chặt lúc này diệp huyên đột nhiên lắc đầu thấy diệp huyên lắc đầu trong mắt liên vạn lý hiện lên chút thất vọng khó có thể che giấu nàng ta buông tách trà chuẩn bị rời đi nhưng lúc này diệp huyên bỗng lên tiếng ta nghĩ chỉ dựa vào ta và đế quốc đại vân vẫn chưa đủ chúng ta phải đoàn kết tất cả mọi người ở Thanh Châu, ví dụ như Vinh Quốc, Sở Quốc, còn có Tán Tu. Mọi người cùng nhau chung tay, đồng tâm hiệp lực, chỉ như vậy mới có thể khôi phục hòa bình cho Thanh Châu. Diệp Huyên hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc giải cứu thế giới. Đến tận ngày nay, hắn chỉ muốn bảo vệ những người bên cạnh mình thật tốt. Nhưng giờ đây, hắn hiểu ra một điều, đó là nếu chỉ muốn tự vệ thì không chỉ ích kỷ mà còn ngu xuẩn. Bởi vì đây là lúc đủ sức cán đáng, nếu không giúp người khác thì đợi đến một ngày nào đó hắn sẽ phát hiện sau khi người khác đã chết hết sẽ không còn ai tới giúp hắn nghĩ đến đây một luồng kiếm ý đột nhiên tuôn ra từ trong cơ thể diệp huyên kiếm ý thiện niệm diệp huyên sững sờ vì đó không phải hắn chủ động phóng ra là kiếm ý tự chạy ra kiếm ý trong điện càng lúc càng nhiều chỉ chốc lát cả đại điện đã bị kiếm ý của hắn bao trùm những kiếm ý này như xương trắng có thể cảm nhận rõ rệt thực thể kiếm ý liên vạn lý nhìn chằm chằm vào diệp huyên nếu cứ tiếp tục như vậy diệp huyên sẽ đạt tới kiếm hoàng ngay sau đó những kiếm ý kia bay ra ngoài nhưng lúc này liên vạn lý vung tay phải lên ầm những kiếm ý vừa bay ra ngoài điện lập tức tiêu tan không chỉ kiếm ý ngoài điện tiêu tan kiếm ý trong điện cũng bị cái vung tay của nàng ta quét sạch diệp huyên quay mặt về phía liên vạn lý nàng ta lạnh nhạt nói ngươi không phải kiếm hoàng nhưng kiếm ý lại có thể biến thành thực thể, có lẽ là do kiếm đạo của ngươi. Trước khi có thực lực tuyệt đối, tốt nhất không nên để lộ quá nhiều lá bài tẩy của mình. Diệp Huyên gật đầu, đã hiểu. Nói xong, hắn xòe bàn tay ra, trong lòng bàn tay có một luồng kiếm ý. Lúc này hắn phát hiện, nếu thiện niệm của hắn càng lớn, kiếm ý thiện niệm sẽ càng mạnh. Kiếm ý thiện niệm này còn mạnh hơn trước đó ít nhất 20% thật ra bây giờ hắn thật sự có chút tò mò về kiếm ý ác niệm vì cô gái bí ẩn từng nói với hắn sức mạnh của kiếm ý ác niệm càng mạnh hơn lúc này liên vạn lý đột nhiên nhẹ giọng hỏi khi nãy ngươi nói đoàn kết tất cả mọi người ở thanh châu diệp huyên thu hồi kiếm ý gật đầu không nên coi thường những người này có lẽ thực lực của họ không mạnh nhưng nếu tụ lại với nhau cũng là một lực lượng không nhỏ hơn nữa nếu chúng ta không tập trung họ lại rất có khả năng họ sẽ đi làm loạn cùng những cao thủ trung thổ thần châu kia, lúc đó tình hình sẽ trở nên khó giải quyết hơn. Liên Vạn Lý khẽ gật đầu, "Có lý." Nói xong, nàng ta nhìn Diệp Huyên, "Ta đã phái người đi tìm kiếm linh mạch, đồng thời dò la vị trí của Bản Nguyên Thanh Châu. Chỉ cần có đủ linh mạch sẽ có thể hồi phục Bản Nguyên Thanh Châu." Diệp Huyên trầm giọng hỏi, "Cần khoảng bao nhiêu nguồn linh mạch?" Liên Vạn Lý nhìn thẳng vào Diệp Huyên, ít nhất hơn trăm linh mạch cực phẩm. Diệp Huyên ngây người, hơn 100 linh mạch cực phẩm. Hiện tại hắn chỉ có một nguồn, mà đây đã là nguồn linh mạch cực kỳ hiếm hoi ở cả Thanh Châu. 100 nguồn, lấy ở đâu ra? Liên Vạn Lý bỗng nhiên cười, lừa ngươi đấy. Diệp Huyên, Liên Vạn Lý đột nhiên lấy nhẫn chứa đồ ra để lên bàn, món đồ chơi này tặng cho ngươi. Chương 432, giết một người nói xong nàng ta xoay người rời đi sau khi liên vạn lý đi diệp huyên cầm lấy nhẫn chứa đồ khi nhìn thấy những thứ bên trong hắn ngây ngẩn cả người kiếm bậc chân tổng cộng ba thanh diệp huyên cầm nhẫn chứa đồ bước ra ngoài điện mà lúc này liên vạn lý đã biến mất nữ nhân này hào phóng như vậy sao diệp huyên không mãi không ra lúc này một ông lão đột nhiên xuất hiện trước mặt diệp huyên ngũ lâu chủ Ngũ lâu chủ gập ngón tay, một chiếc nhẫn chứa đồ xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, tiểu Hữu những thứ người ủy thác đều đã bán hết, tất cả nằm trong nhẫn chứa đồ, tổng cộng là 650 triệu linh thạch cực phẩm. 650 triệu linh thạch cực phẩm. Diệp Huyên không kìm được run tay. Ngũ lâu chủ cười bảo, không nên coi thường võ ký bậc thiên. Ngay cả ở trung thổ thần châu, thứ này cũng vô cùng hiếm thấy. Diệp Huyên gật đầu, hắn lấy ra một chiếc nhẫn chứa đồ đưa cho ngũ lâu chủ, đây là linh thạch cực phẩm mà ta nợ túy tiên lâu. Ngũ lâu chủ cũng không từ chối, ông ta lập tức cất nhẫn chứa đồ, sau đó như nghĩ tới điều gì, vẻ mặt xa sầm tiểu hữu theo tin tức lão phu nhận được, thương Lan Châu đã dối tung lên rồi. Nhiều nhất một tháng, có lẽ thương Lan Châu sẽ trở thành tử châu, lúc đó cao thủ bên trung thổ thần châu rất có thể sẽ đến thanh châu. Không chỉ thế, bản thổ trung thổ thần châu cũng đã bắt đầu rối loạn sợ là nhiều người không thể sống sót ở đó sẽ chạy tới thanh châu còn liên minh hộ giới hẳn đã từ bỏ thanh châu và thương lan châu nói đến đây ông ta nhìn diệp huyên nếu tiểu hữu không thể vứt bỏ khương quốc ninh quốc và học viện thương lan thì hãy sớm lên kế hoạch diệp huyên nặng nề hỏi tại sao thương lan châu lại trở nên như vậy ngũ lâu chủ cười khổ những thế lực mạnh nhất bên đó chẳng những không bảo vệ thương lan châu còn chủ động cướp đoạt tài nguyên ở bản thổ một cách điên cuồng. So với những kẻ trung thổ thần châu kia, quả thật chỉ có hơn chứ không kém. Đặc biệt là học viện Thương Lan bên đó, họ là người cướp đoạt nhiều nhất. Sau khi vơ vét xong, học viện Thương Lan lập tức dẫn các đệ tử ưu tú về trung thổ thần châu. Nói tới đây, ông ta liếc nhìn Diệp Huyên, nếu tiểu hữu và đế quốc Đại Vân cũng như vậy, ta tin nhiều nhất nửa tháng Thanh Châu sẽ hoàn toàn trở thành tử châu. Hiển nhiên ông ta đang dò xét hắn. Diệp Huyên cười bảo, "Tiền bối yên tâm, tuy có lúc Diệp Huyên ta hơi tham tiền, nhưng con người và tác phong của ta vẫn có giới hạn." Ngũ Lâu chủ khẽ gật đầu, lão phu cũng biết nhân phẩm của tiểu hữu. Lúc này, Diệp Huyên lại đưa chiếc nhẫn chứa đồ mà Ngũ Lâu chủ đưa cho hắn vừa nãy tới trước mặt ông ta, "Tiền bối, trong chiếc nhẫn này có tổng cộng 500 triệu linh thạch cực phẩm, ta muốn nhờ tiền bối giúp ta mua một lô linh khí, vũ khí, áo giáp bậc chân." tóm lại chỉ cần thích hợp dùng đều được. Ngũ lâu chủ nhìn Diệp Huyên, ông ta không hỏi nhiều mà cất nhẫn chứa đồ, sau đó gật đầu, năm ngày sau lão phu sẽ đến tìm tiểu hữu. Nói xong, ông ta quay người rời đi. Sau khi Ngũ lâu chủ đi, Diệp Huyên quay lại đại điện rồi tiến vào tháp giới ngục. Hắn lấy ba thanh kiếm mà Liên Vạn Lý tặng cho mình, sau đó nuốt chừng không chút do dự. Không phải tăng vọt cảnh giới mà là củng cố cảnh giới sau khi đạt tới thần hợp cảnh và sau trận chiến với vạn pháp cảnh trước đó hắn phát hiện bản thân vẫn còn thiếu sót điều rõ ràng nhất là cảnh giới không quá ổn định không cách nào thi triển kiếm ký một cách suôn sẻ chân chính bởi vì thực lực mọi mặt của hắn tăng lên quá nhiều so với thông u cảnh lúc trước mà hắn lại không có thời gian thích ứng vì thế trong trận chiến với hợp hoan lão nhân trước đó hắn đã không phát huy hết sức chiến đấu mà mình có nếu không thì hắn hoàn toàn có khả năng giết chết hợp hoan lão nhân việc hắn cần làm bây giờ là củng cố cảnh giới, để mình thích ứng với thần hợp cảnh. Trung thổ thần châu Sau khi hợp hoan lão nhân về đến trung thổ thần châu, cả hợp hoan tông đều khiếp sợ. Vì mọi người ở hợp hoan tông đều không ngờ hợp hoan lão nhân lại bị Diệp Huyên đánh trọng thương. Cuối cùng hợp hoan tông quyết định xin viện trợ vì tông chủ hợp hoan tông tạm thời không thể rời khỏi trung thổ thần châu. Nếu hợp hoan tông không có cao thủ chấn giữ thì rất có khả năng sẽ bị người khác tiêu diệt vì trung thổ thần châu hiện nay cũng rất rối loạn thế là sau khi hợp hoan lão nhân dưỡng lành vết thương ông ta lập tức thay mặt hợp hoan tông đi tới bắc hàn tông bắc hàn tông là một thế lực hàng đầu trung thổ thần châu cộng thêm vị trí địa lý đặc biệt nên các thế lực bình thường ở trung thổ thần châu hoàn toàn không dám tùy tiện trêu chọc bắc hàn tông nhất là hiện tại sau khi bắc hàn tông có thánh nữ bắc hàn uy danh của bắc hàn tông ở trung thổ thần châu tăng lên rất nhiều thánh nữ bắc hàn thiên tài yêu nghiệt nhất trung thổ thần châu hiện nay, bây giờ đã là yêu nghiệt thứ năm trong bảng yêu nghiệt. Mà mục đích hợp hoan lão nhân đến Bắc Hàn Tông lần này chính là thánh nữ Bắc Hàn. Vì một ân tình mà muốn cả Bắc Hàn Tông trợ giúp hiển nhiên là chuyện hoang đường, nhưng nếu chỉ mời một người thì hoàn toàn không thành vấn đề. Trong cung Bắc Hàn, hợp hoan lão nhân lặng lặng đứng đó, khí lạnh xung quanh khiến người ta phải sợ hãi, ngay cả ông ta cũng cảm thấy hơi lạnh. Không biết qua bao lâu, một người phụ nữ xinh đẹp xuất hiện phía trước hợp hoan lão nhân không xa hợp hoan lão nhân vội vàng khom lưng sau đó lấy ra một miếng ngọc bội đưa tới trước mặt người phụ nữ xinh đẹp người phụ nữ xinh đẹp nhận lấy ngọc bội liếc mắt nhìn một lát sau bà ta nhìn hợp hoan lão nhân cần làm chuyện gì hợp hoan lão nhân lại khom lưng ta muốn mời thánh nữ bắc hàn giúp hợp hoan tông tới thanh châu giết một người audio điện tử võ tấn bền chương 433, háo hức về nhà. Thanh Châu, người phụ nữ xinh đẹp cao mày, vùng đất của man di đó ư. Hợp hoan lão nhân khẽ gật đầu, đúng vậy. Người phụ nữ xinh đẹp lạnh nhạt nói, theo những gì ta nghe được thì hợp hoan tông ông đã phái một số lượng lớn đệ tử đến Thanh Châu, chắc có lẽ các ông đã thu hoạch được rất nhiều nhỉ. Hợp hoan lão nhân cười khổ, Thanh Châu là vùng đất của Man Di, có thể có thứ gì? hợp hoan tông ta đến thanh châu để thu thập vài nhân tài mang về trung thổ thần châu đào tạo chỉ vậy thôi người phụ nữ xinh đẹp đương nhiên không tin lời nói dối của hợp hoan lão nhân nhưng bà ta cũng chẳng muốn quan tâm lập tức nói bắc hàn tông ta nợ nhân tình tất nhiên chúng ta sẽ trả nhưng ông muốn mời thánh nữ còn phải xem ý kiến của nàng ấy tới thanh châu lúc này một giọng nói lạnh như băng đột nhiên vọng vào từ bên ngoài hợp hoan lão nhân xoay người lại một cô bé khoảng 13, 14 tuổi đã đứng phía trước ông ta không xa từ lúc nào chẳng hay. Cô bé mặc bộ váy băng, toàn thân tỏa ra ý lạnh thấu xương. Thánh nữ Bắc Hàn, hợp hoan lão nhân hơi khom lưng, bái kiến thánh nữ. Cô bé trước mắt này không chỉ có thực lực yêu nghiệt, còn là thánh nữ Bắc Hàn, mà thánh nữ Bắc Hàn chính là tông chủ đời tiếp theo của Bắc Hàn Tông. Địa vị của Bắc Hàn Tông ở Ma Đạo cao hơn hợp hoan tông rất nhiều cô bé bước tới trước mặt hợp hoan lão nhân tới thanh châu hợp hoan lão nhân vội vàng gật đầu đúng vậy thanh châu tay giấu trong ống tay áo của cô bé run rẩy cô bé hơi cúi đầu không ai có thể thấy được vẻ mặt của cô bé hợp hoan lão nhân tưởng rằng cô bé không muốn đi ông ta vội vàng lấy ra một chiếc nhẫn chứa đồ đưa cho cô bé đây là khoản lời nhỏ hợp hoan tông ta chuẩn bị cho thánh nữ điện hạ mong thánh nữ điện hạ vui lòng nhận cho cô bé nhận lấy nhẫn chứa đồ xem thử, trong nhẫn có 50 triệu linh thạch cực phẩm. 50 triệu, có thể mua một thanh kiếm bậc chân trung phẩm cho kaka Nghĩ tới đây, khóe miệng cô bé cong lên thành nụ cười nhẹ, cô bé cất nhẫn chứa đồ, sau đó nhìn về phía hợp hoan lão nhân ta đi cùng ông. Nghe vậy, hợp hoan lão nhân mừng rỡ. Có thánh nữ Bắc Hàn gia nhập, muốn tiêu diệt Diệp Huyên hoàn toàn không phải việc khó. Chỉ cần tiêu diệt Diệp Huyên, hợp hoan tông sẽ có thể giành được nội mị chi nữ. Mà chỉ cần có được nội mị chi nữ, thực lực của tông chủ hợp hoan tông chắc chắn sẽ tăng lên nhiều. Khi đó địa vị của hợp hoan tông ở ma đạo nhất định sẽ được nâng cao đáng kể. Hơn nữa, có thánh nữ Bắc Hàn gia nhập đồng nghĩa với việc sau lưng hợp hoan tông có Bắc Hàn tông. Một công đôi việc. Cứ vậy, hợp hoan lão nhân dẫn thánh nữ Bắc Hàn đi. Ngoại trừ thánh nữ Bắc Hàn, bắc hàn tông còn bí mật phái hai tên vạn pháp cảnh và một ngự pháp cảnh đi theo có thể nói thánh nữ bắc hàn là tương lai của bắc hàn tông tất nhiên họ sẽ không để cô bé gặp bất chắc gì trên thuyền bay cô bé toàn thân tỏa ra ý lạnh nhìn về phía trước hơi mê mẩn tay phải cô bé nắm chặt một người gỗ giờ đây đã là người gỗ được điêu khắc bằng băng háo hức về nhà dưới sự ra hiệu của cô bé con thuyền bay càng lúc càng nhanh ninh quốc trong tháp giới ngục không biết qua bao lâu, Diệp Huyên đột nhiên hít một hơi thật sâu, một hơi thở vô hình chập trần tỏa ra từ quanh người hắn, nhưng trong tích tắc đã tan biến. Sảng khoái. Lúc này hắn cảm thấy toàn thân cực kỳ sảng khoái. Như nghĩ tới gì đó, hắn đột nhiên xòe lòng bàn tay, một tia kiếm quang lóe lên, kiếm liên tú xuất hiện trong tay hắn. Mà giờ phút này, kiếm liên tú đã từ bậc chân trung phẩm thăng lên thành bậc chân thượng phẩm hiện tại có thể nói bậc chân thượng phẩm đã là bình cảnh của kiếm liên tú, muốn tiếp tục nâng cấp thì khó như lên trời. Vì bây giờ, chẳng những hắn phải cắn nuốt kiếm mà còn cần kiếm liên tú tự lột xác. Nếu nó không thể lột xác, dù hắn có cắn nuốt nhiều kiếm bậc chân hơn nữa cũng vô dụng. Như nghĩ tới điều gì, hắn đột nhiên lấy hộp đựng kiếm ra, trong hộp là một thanh kiếm bậc thiên. Phải nói rằng hiện tại kiếm liên tú và thanh kiếm bậc thiên này vẫn có tranh lệch rất lớn. Nếu bây giờ hắn cắn nuốt thanh kiếm Bậc Thiên này, không chỉ hắn sẽ bị phản phệ, chắc chắn kiếm liên tú cũng sẽ bị cắn nuốt ngược lại. Tiếc là độ dung hợp của thanh kiếm Bậc Thiên này với hắn không cao. Đừng thấy bây giờ hắn có thể sử dụng thanh kiếm này mà nghĩ ổn, thực ra hắn vẫn chưa phát huy hết sức mạnh thật sự của nó. Nếu không thì với thực lực của hắn hiện tại, thêm vào một thanh kiếm Bậc Thiên, muốn giết vạn pháp cảnh hoàn toàn là một chuyện vô cùng dễ dàng hắn cũng đã nghĩ tới việc thu phục thanh kiếm này nhưng nó cực kỳ kiêu ngạo không hề để ý tới hắn mặc dù kiêu ngạo nhưng thanh kiếm này rất giữ chữ tín bởi vì sau khi nó rời khỏi tháp giới ngục nó vốn có thể chạy trốn nhưng nó không làm thế mà là chọn ở lại thật ra kiếm bậc thiên đã có ý thức của riêng mình thậm chí nó có thể chạm đến cái gọi là đảo dù sao thì đối với hắn thanh kiếm này không chạy chắc chắn là chuyện tốt về việc cuối cùng có thể thu phục được nó hay không, hắn cũng không miễn cưỡng. Nếu có thể là may mắn hắn, không thể thì là số phận của hắn. Một lát sau, Diệp Huyên cất hộp đựng kiếm và kiếm rồi ra khỏi tháp giới ngục. Hắn vừa ra ngoài, cửa đại điện đột nhiên được mở ra, Khương Cửu vội vàng chạy vào. Nàng ấy chạy tới trước mặt Diệp Huyên rồi nhìn thẳng hắn, Khương Quốc xảy ra chuyện rồi. Diệp Huyên nhíu mày, chuyện gì? Khương Cửu gần giọng đáp, có một số người bí ẩn xông vào lãnh thổ Khương Quốc, nơi họ đi qua không còn một ai sống sót, trong đó lưỡng giới thành đã bị tàn sát. Nói tới đây, Khương Cửu chậm rãi siết chặt hai tay, trong mắt tràn đầy rét lạnh. Bị tàn sát, Diệp Huyên trầm giọng bảo đi, đi xem sao. Ngay sau đó, hai người lên thuyền bay rời khỏi Ninh Quốc. Ninh Quốc và Khương Quốc cách nhau không xa, chưa đầy một giờ họ đã đến lưỡng giới thành. Diệp Huyên và Khương Cửu vừa tới cửa thành, một mùi máu tanh nồng nặc đã sọc vào mặt khiến người ta buồn nôn. Diệp Huyên xa sầm mặt, hắn dẫn Khương Cửu đi vào thành, dưới chân họ toàn là máu, máu không ngừng chảy ra từ trong thành như một dòng suối nhỏ. chương 434, Thế gian chi ác. Hai người dọc theo con đường đi thẳng về phía trước, đầu đầu trong thành cũng nhìn thấy thi thể, có người già, cũng có trẻ em, mà những người này có một điểm giống nhau, đó là trước ngực họ đều có một lỗ máu. Sau khi Khương Cửu bước lại gần một thi thể kiểm tra, nàng ta ngoảnh đầu lại nhìn Diệp Huyên, trái tim của họ cũng bị mất. Diệp Huyên im lặng một lúc rồi bảo, "Đi thôi, xem thử còn người sống không." Dứt lời, hai người tiếp tục đi tới. Mà càng đi tới trước, hai người càng kinh hãi vì thật sự có rất rất nhiều thi thể. Hai bên đường phố toàn là thi thể, vừa nhìn đã thấy sợ hãi. Khương Cửu từng là nguyên soái của Khương Quốc và từng giết rất nhiều người nhưng nàng ấy chưa bao giờ tàn sát hàng loạt dân trong thành kiểu này mà bây giờ lại có người làm thế hơn nữa ngay cả già trẻ hay phụ nữ trẻ em đều không buông tha tay phải khương cửu nắm chặt trường thương vẻ mặt hơi dữ tợn những người trước mắt này là dân chúng của khương quốc chẳng mấy chốc hai người đã đến phủ thành chủ lúc này trong phủ thành chủ vô cùng yên tĩnh thi thể chất thành đống ở khắp nơi mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập trong không khí diệp huyên dừng lại ở cổng phủ thành chủ hắn lắc đầu không còn người sống không đúng nói xong hắn đột nhiên xoay người một người đàn ông mặc quần áo dính máu đang đứng phía trước hắn vài chục trượng tay phải người đàn ông đang nhấc một cô bé mười mấy tuổi vẻ mặt của cô bé hoảng sợ hai tay nhỏ ôm chặt lấy cánh tay người đàn ông liên tục khóc lóc van xin người đàn ông nhìn chằm chằm vào diệp huyên huyết tông làm việc người không liên quan cút xa một chút huyết tông Khương Cửu nhìn người đàn ông trầm trầm, nàng ấy siết chặt thanh trường thương trong tay phải, thương đang run rẩy. Diệp Huyên chậm rãi bước tới trước mặt người đàn ông không xa, nhìn thấy Diệp Huyên, cô bé lập tức như gặp cứu tinh, cô bé vươn hai tay nhỏ về phía Diệp Huyên, cầu xin nói ca, ca ca, cứu, cứu, muội, muội sợ. Diệp Huyên lấy một tấm thẻ màu vàng ra, vị bằng hữu này trong thẻ có một triệu linh thạch cực phẩm, dùng nó đổi lấy mạng nha đầu này thế nào? một triệu linh thạch cực phẩm. Trong thời kỳ thiếu thốn linh khí này, có thể nói một triệu linh thạch cực phẩm được coi là một khoản tiền khá lớn. Người đàn ông liếc nhìn tấm thẻ màu vàng trong tay Diệp Huyên, sau đó nhìn Diệp Huyên, hai mắt nheo lại, một triệu linh thạch cực phẩm đổi lấy một cái mạng kiến hôi rẻ mạt này. Diệp Huyên nhẹ giọng bảo, ngươi không lỗ, không phải sao. Người đàn ông nhìn thẳng vào Diệp Huyên, cho ta một lý do. Diệp Huyên im lặng, Kiếm Liên Tú đang chấn động dữ dội trong cơ thể hắn và có thể lao ra ngoài bất cứ lúc nào. Nhưng hiện tại hắn không dám ra tay vì người đàn ông đang túm chặt gáy của cô bé, hơn nữa thực lực của người đàn ông này không yếu, ít nhất là thần hợp cảnh đỉnh cao, và lại qua hơi thở thì không phải thần hợp cảnh đỉnh cao bình thường. Nếu hắn ra tay chắc chắn giết được người đàn ông này, nhưng không chắc chắn có thể cứu được cô bé trước khi giết hắn ta. Người đàn ông nhìn Diệp Huyên một lúc rồi cười khẩy, thấy hơi thở của ngươi không yếu có lẽ cũng không phải người bình thường. đương nhiên việc này không liên quan tới ta. ta chỉ muốn biết rốt cuộc là nguyên nhân gì khiến ngươi chịu bỏ một triệu linh thạch cực phẩm để cứu một con kiến hôi thấp hèn không có giá trị. Diệp Huyên trầm giọng nói, ngươi lấy linh thạch cực phẩm, ta đưa người đi, không được sao? người đàn ông nhếch mép cười, ta chỉ muốn biết lý do, không được sao? Diệp Huyên suy tư một lúc, sau đó nhẹ giọng bảo, không có lý do gì, chỉ là động lòng trắc ẩn, không hơn lòng chắc ẩn khóe miệng người đàn ông hơi nhếch lên được được thôi nhưng một triệu linh thạch cực phẩm có hơi quá ít ta muốn năm triệu linh thạch cực phẩm năm triệu linh thạch cực phẩm bên cạnh diệp huyên khương cửu nhìn chằm chằm người đàn ông sát ý trong mắt như biến thành thực thể diệp huyên im lặng không nói lúc này người đàn ông nở nụ cười không cho suốt lời tay phải hắn ta hơi siết chặt ngay sau đó cô bé trợn to mắt mặt mũi lập tức trắng bệch. Cô bé há lớn miệng, liên tục phát ra âm thanh khàn khàn, trông vô cùng đau đớn. Nhìn thấy cảnh này, Khương Cửu giận run cả người. Diệp Huyên đột nhiên gập đầu ngón tay, một tấm thẻ màu vàng bay tới trước mặt người đàn ông. Sau khi tiếp được thẻ, trong thẻ có đúng 5 triệu linh thạch cực phẩm. Người đàn ông cất thẻ đi, sau đó bỗng nhiên siết chặt tay phải. Rắc. Cổ cô bé lập tức bị bóp gãy người đàn ông ném thi thể cô bé tới trước mặt Diệp Huyên, hắn ta nhìn Diệp Huyên, cười nhếch mép, ta không nói để nó còn sống hay chết cho ngươi, ngươi nói xem. Hai tay Diệp Huyên run rẩy dữ dội, sau một lúc im lặng, hắn nhẹ giọng hỏi tại sao. Người đàn ông đang định trả lời thì lúc này, một luồng kiếm ý màu trắng đột nhiên trào ra từ trong cơ thể Diệp Huyên. Kiếm ý thiện niệm. Diệp Huyên bước lại gần người đàn ông, hai tay hắn siết thành quả đấm, vẻ mặt dữ tận trước giờ chưa từng có hóa ra một người có thể ác đến mức độ như vậy với người tốt tất nhiên phải đối xử tử tế với kẻ ác thì phải mẹ nó tra tấn cho tới chết để kẻ đó chịu những cực hình tàn khốc nhất thế gian này sứt lời ầm luồng kiếm ý màu trắng quanh người Diệp Huyên lập tức biến thành màu đen tuyền nhất niệm ác kiếm ý ác niệm mà cùng lúc đó thanh kiếm chính giữa phía trên tháp giới ngục đột nhiên run lên Chương 435, Lăng Trì Lòng người có thể độc ác đến mức nào? Trước kia, Diệp Huyên đã gặp qua rất nhiều kẻ ác. Có một số kẻ thật ra cũng không đến nỗi quá độc địa, phần nhiều là do bất đồng quan điểm mà thôi, cứ như trong gia tộc hay xảy ra ẩu vì lợi ích và sinh tồn vậy. Nhưng vào thời khắc này, nhận thức về chữ ác của hắn đã được thay đổi. Có rất nhiều người trên đời này không xứng được gọi là người nữa, bởi vì một khi làm điều ác, bọn chúng đã không còn nhân tính. Như gã đứng trước mặt hắn chẳng hạn. Lòng người cực thiện, lại có thể cực ác. Khi thấy những luồng kiếm ý như đang ngưng tự không ngừng tàn mát ra từ trong người Diệp Huyên, gã đàn ông mặc áo đỏ máu biến sắc, mắt trợn to với vẻ sợ hãi, thực thể kiếm ý, người. Một tia kiếm quang màu đen sậm bất thình lình bắn ra, xuyên thủng vai trái khiến giọng nói gã im bặt sức mạnh áp đảo trong kiếm quang không ngừng lôi gã lui về sau sành sạch cho đến khi bị găm vào một bức tường gã vừa toan né tránh thì lại có thêm ba tia kiếm quang màu đen nữa lao tới ghim vào hai chân và vai phải khiến gã hoàn toàn không thể cử động được nữa vẻ khiếp đàm bắt đầu xâm chiếm gương mặt gã khi nhận ra thân thể gã đang không ngừng bị bốn tia kiếm quang này ăn mòn không những thế ngay từ đầu gã đã không hề có sức phản kháng Diệp Huyên không tiếp tục ra tay mà chậm rãi đi đến trước thi thể bé gái kia, nhìn thấy vẻ kinh hoàng vẫn còn hẳn rõ trong đôi mắt chưa khép của cô bé. Chỉ là một đứa bé mà thôi. Hắn đưa tay vuốt mắt cho cô bé, bỗng nhiên nghe gã đàn ông thốt lên, các hạ, ta đường đường là phó tông chủ huyết tông, các hạ chớ nên rước hòa vào thân mình và người bên cạnh. Diệp Huyên vọt tới trước mặt gã ta với kiếm liên tú trong tay. Nhưng giờ phút này, thanh kiếm quen thuộc đã chuyển thành màu đen do ảnh hưởng từ kiếm ý ác niệm. Bản thân Diệp Huyên cũng không phát hiện khí tức từ thanh kiếm đã mạnh hơn gấp nhiều lần so với trước kia, có thể nói đã gần ngang hàng với thiên kiếm. Hắn bóp lấy cổ gã phó tông chủ, dư tận gần ra từng tiếng, để ta cho ngươi nếm thử mùi vị bị hành hạ. Liên tú vung lên như trước, xẻo ra từng mảng thịt trên người nạn nhân. Đây chính là lăng trì. A. À gã đàn ông ban đầu còn chịu đựng được, dần già không chịu nổi nữa mà thét lên, thứ kiến cỏ ti tiện thanh châu. Mi dám ra tay với ta, huyết tông ta ắt sẽ tiêu diệt cả nhà Mi. Diệp Huyên bỏ ngoài tai những lời này, tốc độ vung kiếm càng lúc càng nhanh. Khí tức tỏa ra từ người ác cũng trở nên tà ác, thậm chí đạt đến cực ác. Dùng ác trị ác. Gá phó tông chủ lồng lộn kêu la thảm thiết, hai tay gá đã bị xẻo đi, chỉ còn lại xương trắng hiếu diệp huyên bắt đầu chuyển mục tiêu xuống dưới chân gá thật sự là thê thảm đến mức không dám nhìn nhưng lửa giận trong lòng diệp huyên vẫn hừng hực cháy khương cửu quan sát hắn với vẻ lo lâu nơi đáy mắt diệp huyên đã không còn giống như trước kia nữa kiếm ý và khí tức tản ra từ hắn khiến nàng ta thấy bồn chồn trong lòng thậm chí có chút hoảng sợ dừng tay một tiếng giống phẫn nộ vọng tới từ cuối con đường một luồng khí tức mạnh mẽ vô cùng ập đến bọc lấy Diệp Huyên, kiếm ý áp nghiệm trên người hắn lập tức chấn động phá vỡ khí tức kia. Cách đó không xa, một lão già áo đen xuất hiện, trong tay là một miếng vải đen nhánh. Ánh mắt lạnh lẽo cay độc của lão xoáy vào Diệp Huyên, ngươi là người phương nào? Vì sao lại ra tay với đệ tử huyết tông ta? Khương cửu bỗng bầy dậy quát lên, huyết tông các ngươi dám ra tay tàn sát người trong khương quốc chúng ta, lại còn là người già, phụ nữ và trẻ con tay không tất sắt, ngươi. Lão già lạnh lùng ngắt lời nàng ta, chỉ là một lũ kiến cỏ, chết không đáng tiếc. Khương cửu giận đến tái mặt, đang chuẩn bị mở miệng thì Diệp Huyên đã lên tiếng, nhiều lời với lão làm gì. Vừa xong, kiếm liên tú vạch ra một đường độc địa, trực tiếp phanh thây gã đàn ông mặc áo đỏ máu. Gương mặt lão già vặn vẹo, lão sược, ngươi. Chương 436, một kiếm cực ác giọng nói lão ngưng bạt khi diệp huyên đã vọt đến như một cơn gió liên tú trong tay mang theo khí thế như sóng thần cao vạn trượng khiến người khác hít thở không thông kiếm thế của hắn khiến lão ta biến sắc thầm hỏi đây chính là khí thế của thần hợp cảnh ư nhưng không có thời gian để suy nghĩ lão già mở mảnh vải trong tay ra vô số dòng khí đen tựa như những con rắn độc lao về phía diệp huyên diệp huyên đang muốn ra tay thì lên tú bỗng chấn động chỉ trong nháy mắt đã hút sạch những dòng khí ấy nói đúng hơn, chúng bị kiếm ý ác niệm hấp thu, khiến kiếm thế của liên tú càng trở nên kinh khủng hơn. Diệp Huyên không nghĩ ngợi nhiều, lập tức tung người lên chém xuống. Một kiếm cực ác, lão già tái xanh, vội vàng bấm thủ quyết, một tấm thuẫn hình vuông xuất hiện trước mặt lão nhưng lập tức bị liên tú hấp thu sạch sẽ. xong rồi, đây là suy nghĩ cuối cùng trong đầu lão già trước khi kiếm hạ xuống. ầm. Um. Lão già bay vút ra tận trăm trượng, nện lưng vào một ngôi nhà nhỏ khiến nó vỡ vụn. Lão ta chật vật bò dậy từ đống phế tích nhưng Diệp Huyên đã xuất hiện. Lão trần to đôi mắt, mấp máy đôi môi đang không ngừng trào máu như muốn nói gì đó thì hắn đã vung kiếm lên. Xoẹt. Thân thể lão già bị xẻ đôi, máu phun như suối. Dưới kiếm ý của Diệp Huyên, vũng máu ấy nhanh chóng trở thành màu đen đặc. Đúng lúc ấy, một nhóm kỵ binh đi đến trước mặt Diệp Huyên, chính là đảo binh Thương Lan. Họ cung kính xuống ngựa, quỳ một gối xuống đất, đồng thanh hô tham kiến viện trưởng. Diệp Huyên xoay người nói với họ, lập tức vào thành, phàm là người huyết tông, chém chết tại chỗ. Gió! Các đạo binh đồng loạt thi lễ rồi lên ngựa, gấp rút chạy vào thành. Huyết tông! Tay trái Diệp Huyên siết chặt, kiếm liên tú trong tay phải không ngừng chấn động. Khương Cửu đi đến bên hắn, nhẹ giọng hỏi, không sao chứ. Diệp Huyên lắc đầu, nhấc chân đi đến một quán mì cách đó không xa. Hắn vẫn còn nhớ rõ, đây là nơi hắn và muội muội từng ghé vào dùng bữa khi vừa đến lưỡng giới thành, vậy mà giờ đây chỉ còn thi thể của ông chủ quán mì nằm sấp trên quầy hàng. Tuy nói cư dân lưỡng giới thành không đông nhưng ít nhất cũng đạt đến con số mấy trăm nghìn, mà e rằng chín phần trong đó đã bị tàn sát sạch sẽ trước mặt những thần hợp cảnh, vạn pháp cảnh, người phàm không hề có khả năng chống cự, chỉ có thể mặc người sâu xé. Diệp Huyên ngồi trên băng ghế, đặt kiếm liên tú lên bàn, im lặng không nói gì. Khương Cửu cũng lặng thinh đứng bên hắn. Không biết qua bao lâu sau, một gã đàn ông trung niên xuất hiện cách đó không xa, theo sau là chừng 30 người đều ở thần hợp cảnh đỉnh cao, ai nấy đều có một chữ viết theo trên ngực trái đó chính là đại trưởng lão huyết lê của huyết tông. Ông ta chậm rãi đi đến trước mặt hai người, nhìn Diệp Huyên rồi mở miệng, ta nghe nói ngươi chính là tên yêu nghiệt nhất thế hệ trẻ thanh châu ngoài An Lan Tú. Diệp Huyên không đáp. Huyết lê lại nhìn thi thể lão già bị phanh thây, đôi mắt hơi khép lại. Sau một chốc trầm ngâm, ông ta lại nói, huyết tông ta không muốn trêu chọc ngươi, nhưng không có nghĩa là chúng ta sợ ngươi. Chỉ cần ngươi mắt nhắm mắt mở trước chuyện của chúng ta, Huyết Tông cũng sẽ không trở thành kẻ địch với ngươi, thấy thế nào? Khương Cửu cười lạnh, mắt nhắm mắt mở để nhìn các ngươi tiếp tục tàn sát bá tánh Khương Quốc ta ư? Ông ta nhàn nhạt, nhạt đáp, chỉ là hạng ti tiện mà thôi, cần gì phải để ý. Ti tiện? Sắc mặt Khương Cửu đã nhuốm màu phẫn nộ, chẳng lẽ các hạ vừa sinh ra đã là cường giả vạn pháp cảnh ư? Huyết Lê vô cảm đáp lại, xem ra Diệp Huyên ngươi nhất quyết phải đối đầu với Huyết Tông ta đã vậy. Bỗng nhiên, Diệp Huyên chộp lấy liên tú trên bàn, xoay người chém ra. Huyết Lê thấy vậy thì cau mày, hai mắt lóe lên. Ông ta không những không tránh đi mà còn tung ra một cú đấm lòe lòe màu máu. Nắm đấm và lưỡi kiếm va chạm trong một tiếng nổ ầm vang, đẩy cả hai bên lùi lại mười trượng. Đại trưởng lão huyết tông dừng lại rồi thì không quên nhìn lại bàn tay mình, phát hiện nó đã nứt toạc ra, màu u bàn tay còn có thêm những đường vằn vẹn hình ảnh này khiến ông ta cũng phải khiếp đảm. Ông ta đã là cường giả vạn pháp cảnh đỉnh cao, mà Diệp Huyên chỉ mới đến thần hợp cảnh mà thôi. Lần này, trong ánh mắt huyết lê nhìn Diệp Huyên đã có vẻ kiêng kỵ. Ha ha! Bỗng nhiên, một chàng cười lớn vọng đến từ chân trời. Một chiếc thuyền bay chậm rãi đáp xuống, một lão già chậm rãi bước ra, lơ lửng trên đầu huyết lê và Diệp Huyên. Chính là hợp hoan lão nhân. Ông ta cười khà khà với huyết lê, huyết lê đại trưởng lão. Trước kia lão phu muốn liên thủ cùng ngươi, ngươi vẫn chưa trả lời, bây giờ suy nghĩ thế nào? Huyết lê nhìn sang Diệp Huyên, đáp người đã không biết điều thì chết đi. Đoạn nói với hợp hoan lão nhân, trước mắt liên thủ diệt trừ kẻ này, chuyện khác để nói sau, thế nào? Hợp hoan lão nhân cười to, được. Lời vừa dứt, hơn 20 người đồng loạt xuất hiện phía sau ông ta, phần lớn đều là thần hợp cảnh có ba tên vạn pháp cảnh lực lượng này cộng thêm thế lực huyết tông ở dưới có thể nói là kinh khủng vô cùng hợp hoan lão nhân cười gàn diệp huyên ngươi là yêu nhiệt đúng không lão phu cho ngươi biết trên thế gian này còn nhiều yêu nhiệt cao tay hơn ngươi nhiều mở mắt ra nhìn xem lão phu mời ai đến này từ trên thuyền bay một cô bé mặc váy màu xanh băng bước xuống chương 437, ông muốn giết ca ca của ta. Cô bé vừa mới xuống khỏi thuyền bay thì nhiệt độ xung quanh đó đột nhiên hạ xuống, mỗi khi đôi chân nhỏ nhắn của cô bé chạm xuống đất, mặt đất lập tức bị đóng băng. Bước bước sinh băng. Ngay khi cô bé xuống khỏi thuyền bay, Diệp Huyên ở gần đó lập tức ngẩn ra. Khi ánh mắt của cô bé nhìn vào Diệp Huyên, nhận ra là Diệp Huyên thì có hai hàng nước mắt đóng băng chậm rãi chảy xuống từ đôi mắt cô bé trước đó hợp hoan lão nhân đang tươi cười thì khi thấy cảnh này thì ngẩn ra có gì đó không đúng lắm hợp hoan lão nhân nhìn về phía người phụ nữ xinh đẹp sau lưng cô bé bà ta cũng đang nhíu chặt mày không hiểu gì người phụ nữ xinh đẹp do dự trong giây lát sau đó đi tới bên cạnh cô bé nói thánh nữ điện hạ cô bé không trả lời mà đi về phía diệp huyên ở cách đó không xa cô bé đi khá nhanh Đúng lúc này, Hợp Hoan lão nhân đột nhiên đi tới trước mặt cô bé, cười nói: "Thánh nữ điện hạ, Hợp Hoan tông chúng ta muốn tiêu diệt tên Diệp Huyên này." Nói xong, ông ta chỉ về phía Diệp Huyên ở cách đó không xa. "Tiêu diệt Diệp Huyên." Cô bé ngẩn ra, ngay sau đó, hai mắt cô bé đóng băng, hơi lạnh từ trong cơ thể trào ra bên ngoài. "Ầm." Uhm. Cô bé bộc phát không hề có dấu hiệu nào báo trước, Hợp Hoan lão nhân lập tức bị chấn bay ra ngoài trăm trượng hợp hoan lão nhân vừa mới dừng lại thì hai tay của ông ta đã bị đóng băng không chỉ như vậy khí lạnh đang lan từ hai tay ra khắp thân thể ông ta nếu cứ để mặc khí lạnh tiến vào trong cơ thể ông ta ông ta sẽ bị hóa thành tượng băng luôn hợp hoan lão nhân không chút do dự vung cánh tay hai bàn tay rơi xuống nhưng không có giọt máu nào chảy ra bởi vì máu đã bị đông lại quyết đoán vứt bỏ hai bàn tay thấy khí lạnh biến mất khi hai bàn tay đứt rời hợp hoan lão nhân thở vào một hơi, sau đó ông ta nghĩ đến chuyện gì đó, ngẩng đầu lên nhìn cô bé ở cách đó không xa, vì sao chứ? Vì sao chứ? Lúc này tất cả mọi người có mặt ở đó đều nhìn về phía cô bé. Cho dù là hai tên cường giả vạn pháp cảnh ở sau lưng cô bé cũng nhìn về phía cô bé, ánh mắt hiện rõ sự khó hiểu. Cô bé không trả lời hợp hoan lão nhân mà rào bước tới trước mặt Diệp Huyên, khi thấy cảnh này, sắc mặt hai tên cường giả vạn pháp cảnh ở sau lưng cô bé thay đổi, đang định ra tay thì đúng lúc này, cô bé ôm chầm lấy Diệp Huyên ca. Ca. Hợp hoan lão nhân hóa đá. Hai tên cường giả vạn pháp cảnh ở sau lưng cô bé cũng sững sờ chôn chân tại chỗ. Ca. Cô bé trước mắt chính là Diệp Liên. Diệp Huyên được Diệp Liên ôm lấy, một luồng khí lạnh lập tức lan tỏa ra khắp thân thể hắn, khiến hắn không nhịn được mà run rẩy lạnh quá lạnh thấu xương đây là cảm giác đầu tiên của diệp huyên khi phát hiện ra tình trạng của diệp huyên diệp liên vội vàng buông diệp huyên ra lùi về sau mấy bước khi nhìn thấy trên người diệp huyên đã xuất hiện xương lạnh cô bé cuống cuồng lên nói huynh muội muội không cố ý đâu muội lúc này một luồng kiếm ý từ trong cơ thể diệp huyên tỏa ra ngoài kiếm ý thiện niệm sau khi kiếm ý thiện niệm xuất hiện, hơi lạnh xung quanh cơ thể hắn đã ít hơn rất nhiều. Ở cách đó không xa, hợp hoan lão nhân nhìn về phía hai người phụ nữ xinh đẹp sau lưng Diệp Liên, sắc mặt âm trầm lạnh lẽo hai vị, rốt cục là có chuyện gì vậy hả? Hai người phụ nữ xinh đẹp nhìn nhau, cuối cùng một người phụ nữ xinh đẹp trong số đó đi tới bên cạnh Diệp Liên, nói nhỏ thánh nữ điện hạ, lần này hợp hoan tông nhờ và chúng ta tới đây, ngài. Nghe người phụ nữ xinh đẹp kia nói vậy, Diệp Liên nhìn về phía hợp hoan lão nhân ở cách đó không xa, sắc mặt lạnh như băng, ông muốn giết ca của ta sao? Cho dù giọng nói bình thản nhưng lại khiến người nghe không rét mà run. Hợp hoan lão nhân trầm giọng nói, thánh nữ điện hạ, ngài là thánh nữ của Bắc Hàn Tông, sao có thể là muội muội của Diệp Huyên được? Có phải là ngài? Ta chính là muội muội của huynh ấy. Diệp Liên bước về phía hợp hoan lão nhân, cô bé lạnh lùng nhìn chầm chầm vào hợp hoan lão nhân, ai dám động tới một sợi tóc của huynh ấy, ta sẽ diệt toàn tộc kẻ đó. Vừa dứt lời, cô bé bay lên trên không trung, ngay sau đó, từ bông từng bông tuyết trắng xuất hiện ở trên bầu trời, rơi xuống dưới. Trên không trung, hai tay Diệp Liên chập lại, những bông tuyết kia đột nhiên dừng lại, nhưng ngay sau đó, những bông tuyết kia bắt đầu xoay tròn với tốc độ cao, chỉ trong nháy mắt, mặt đất trong phạm vi trăm trượng đã vỡ nát, cùng lúc đó những bông tuyết kia từ trên không trung bắn xuống mục tiêu của chúng chính là hợp hoan lão nhân ở bên dưới võ ký bậc thiên khi thấy cảnh này sắc mặt hợp hoan lão nhân thay đổi hiện giờ ông ta không có cả cơ hội chạy trốn bởi vì những bông tuyết kia đã bao vây bốn phương tám hướng xung quanh ông ta rồi chỉ còn cách liều mạng cược một phen hai tay hợp hoan lão nhân đột nhiên vỗ mạnh xuống đất ầm um nơi ông ta đứng lập tức sụp đổ. Ngay sau đó, một lưỡi dao màu hồng phấn từ dưới lòng đất bay vọt lên trời cao, chém vào bầu trời. Những nơi lưỡi dao màu hồng phấn kia lướt qua, có vài bông tuyết bị vỡ nát, lưỡi dao thế như trẻ tre, nhắm thẳng vào Diệp Liên. Ở cách đó không xa, Diệp Huyên định ra tay thì Diệp Liên ở trên không trung tung ra một chỉ cách không khí, nhắm thẳng vào hợp hoan lão nhân. Trên không trung, vô số bông tuyết hội tụ thành một bông tuyết liên, bông tuyết liên này đánh mạnh lên trên lưỡi dao ầm um. một tiếng nổ lớn vang vọng khắp bầu trời dưới cái nhìn chăm chú của mọi người lưỡi dao màu hồng phấn lập tức vỡ vụn còn bông tuyết liên kia thì vẫn nguyên vẹn không chút tổn hại đồng thời tiến nhanh tới đánh vào người hợp hoan lão nhân bịch hợp hoan lão nhân liên tục lùi về sau trăm trượng ông ta vừa mới dừng lại thì một luồng khí lạnh lập tức bao trùm lấy ông ta ngay sau đó thân thể ông ta bị đóng băng chỉ còn mình đôi mắt là di động được. Thất bại hoàn toàn. Chương 438, ta và Kaka sẽ cùng tiến cùng lui. Cách đó không xa, đám người huyết lê đều đang mang vẻ mặt khiếp sợ, hợp hoan lão nhân là cường giả vạn pháp cảnh đỉnh cao. Ông ta dễ dàng bại trận vậy sao? Còn nữa, thánh nữ của bác Hàn Tông là muội muội của Diệp Huyên. Chuyện này quá kỳ quặc. Huyết lê nhìn Diệp Liên, ý nghĩ rút lui nảy ra trong đầu. Mấy tên cường giả vạn pháp cảnh sau lưng Hợp Hoan lão nhân lập tức xoay người bỏ chạy, hiển nhiên với bọn họ thì nếu như hiện giờ không chạy trốn, chờ khi Diệp Huyên và Thánh nữ Bắc Hàn cùng ra tay, vậy ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không còn. Trên không trung, Diệp Liên chỉ vào đám cường giả Hợp Hoan tông đang chạy trốn, giết. Giết. Ở sau lưng Diệp Huyên, hai tên cường giả vạn pháp cảnh kia có chút do dự, phải biết quan hệ giữa Bắc Hàn tông và Hợp Hoan tông cũng không tệ nếu như ra tay giết chết vậy rất có thể sẽ khiến hai tông trở mặt thành thù trong thời gian hai người này do dự thì những cường giả vạn pháp cảnh của hợp hoan tông kia đã biến mất ở cuối chân trời thấy vậy diệp liên quay đầu nhìn hai người ánh mắt lạnh như băng ca ca của ta nói đúng mọi chuyện phải dựa vào chính bản thân mình nghe vậy sắc mặt hai người thay đổi vội vàng quỳ một chân xuống xin thánh nữ điện hạ bớt giận hai người chúng ta đầu hai người chảy đầy mồ hôi Đừng thấy hai người đều là vạn pháp cảnh, nhưng ở trong tông môn, địa vị của Diệp Liên cao hơn tất cả. Nói không ngoa thì cô bé chính là hy vọng để bác Hàn Tông trỗi dậy. 14 tuổi đã có thể giết chết vạn pháp cảnh, chuyện này đáng sợ tới mức nào. Diệp Liên khoát tay, không cần hai người các ngươi nữa. Ta và ca ca sẽ cùng tiến cùng lui. Nói xong, cô bé nhìn về phía huyết lê, sắc mặt huyết lê thay đổi, vội vàng cúi người nói, thánh nữ điện hạ đây chỉ là hiểu lầm mà thôi, huyết tông ta không cố tình đối địch với bác Hàn Tông. Diệp Liên lạnh lùng nói, nhưng người muốn đối địch với ca ca của ta, ngươi là địch của ca ca ta thì chính là đối địch với ta. Vừa dứt lời, cô bé bước tới trước một bước, một bước này khiến hơi lạnh từ trên không trung chút xuống. Ngay lập tức, nhiệt độ xung quanh đột ngột hạ xuống, mọi người như rơi vào trong hầm băng. Cùng lúc đó, vô số bông tuyết đột nhiên xuất hiện trên đầu đám huyết lê, mỗi một bông tuyết đều như một lưỡi đao sắc bén khiến người ta không rét mà run thấy vậy trong lòng huyết lê hoàng hốt tột độ rút lui lập tức rút lui phần lớn những người ông ta dẫn tới lần này là đệ tử huyết tông nếu như chết hết ở đây thì huyết tông sẽ bị tổn thương nguyên khí nặng nề hiện giờ còn có thêm mấy người diệp huyên ở đây cộng thêm với diệp liên và bắc hàn tông huyết tông không có chút cơ hội nào cả nhất định phải trốn sau khi nhận được mệnh lệnh của huyết lê những cường giả huyết tông ở sau lưng hắn ta vội vàng lùi lại bông tuyết của diệp liên đã từ trên không trung bắn xuống á à, ngay lập tức từng tiếng tiêu thảm thiết tan nát cõi lòng không ngừng vang lên đám cường giả thần hợp cảnh của huyết tông không có bất kỳ sức chống cự nào trước những bông tuyết này chính diệp huyên cũng cảm thấy ngạc nhiên bởi vì diệp liên ở trước mặt mạnh mẽ tới mức khiến hắn cảm thấy xa lạ khi thấy đệ tử tông môn mình chết thảm sắc mặt huyết lê trở nên dữ tợn ông ta ngẩng đầu lên nhìn diệp liên ở trên không trung ngay sau đó thân thể hóa thành một cái bóng màu máu xông vọt về phía diệp liên hiển nhiên hiện giờ ông ta không quan tâm được chuyện gì khác nữa ngay khi huyết lê ra tay diệp huyên ở cách đó không xa tung người nhảy lên sau đó tung kiếm chém thẳng về phía huyết lê hiện giờ kiếm liên tú trong tay hắn vẫn mang màu đen xám dưới một kiếm này không gian cũng bị chấn động nhất kiếm định sinh tử sau khi bổ sung kiếm ý ác niệm vào uy lực của một kiếm này đã vượt xa quá khứ huyết lê đang phóng thẳng tới phía diệp liên bất ngờ dừng lại khi chứng kiến uy lực một kiếm này của diệp huyên đồng tử ông ta co lại thành hình cây kim trong đôi mắt hiện rõ vẻ khó tin mới chỉ là thần hợp cảnh nhưng có thể đánh ra một kiếm kinh khủng tới như vậy huyết lê không dám suy nghĩ lâu huyền khí trong cơ thể điên cuồng trào ra quay người đánh ra một trưởng ở trong lòng bàn tay ông ta một trường ấn đỏ như máu bay thẳng ra ngoài. đúng lúc này kiếm của Diệp Huyên tới. ầm uhm. trường ấn năng lượng đỏ như máu kia lập tức vỡ nát huyết lê thì bị đánh bay ra ngoài cả trăm trượng. ông ta mới hạ xuống đất thì mặt đất dưới chân lập tức vỡ nát. cùng lúc đó máu tươi không ngừng trào ra từ khóe miệng. toàn bộ cánh tay phải của ông ta đã bị Diệp Huyên chém đứt. cho dù chưa ngã xuống nhưng ông ta đã bị thương nặng mất sức chiến đấu đúng lúc này một đội kỵ binh từ xung quanh sông vọt tới Đảo binh thương lan sau khi trăm tên kỵ binh tiến vào chiến trường đám đệ tử huyết tông người thì chết người thì chạy trốn diệp huyên đột nhiên nói không buông tha cho tên nào sau khi giết hết đệ tử huyết tông treo đầu của đệ tử huyết tông trên cửa lưỡng giới thành đề an ủi mấy trăm nghìn con dân lưỡng giới thành ở trên trời ở cách đó không xa huyết lê nhìn chằm chằm vào diệp huyên sắc mặt vô cùng dữ tận, huyết tông ta sẽ không bỏ qua. Huyết lê còn chưa nói xong thì Diệp Huyên đã xông tới trước mặt, một kiếm chém ngang. Phụt, đầu huyết lê bay ra bên ngoài. Diệp Huyên cất kiếm liên tú đi, quay người đi tới trước mặt Diệp Liên, sau đó nắm chặt lấy bàn tay cô bé, đi nào, ta dẫn muội đi ăn mì. Chuyện đệ nhất kiếm thần. Chương 439, muội nhớ huynh lắm. Ăn mì. Diệp Huyên kéo tay Diệp Liên đi về phía quán mì, trên người Diệp Liên vẫn tỏa ra hơi lạnh nhưng bị kiếm ý thiện niệm của Diệp Huyên cản lại, bởi vậy khi Diệp Huyên kéo tay cô bé cũng không bị ảnh hưởng quá lớn. Trong quán mì, Diệp Huyên cầm một chiếc ghế dài ra, đặt ở sau lưng Diệp Liên, khi thấy trên ghế có dính máu thì hắn dùng ống tay áo của mình lau đi lau lại ba lần, sau đó mới cho Diệp Liên ngồi xuống. Còn hắn thì vội vàng chạy tới trước bếp lò, bắt đầu nhóm lửa. Tự mình nấu. Cũng may là vẫn còn một ít nguyên liệu nấu ăn, nếu không thì sợ là món mì này không thể nuốt nổi. Về phần Diệp Liên, cô bé ngồi in trên chiếc ghế dài đã bị đóng băng, chăm chú quan sát Diệp Huyên đang bận rộn ở gần đó, gương mặt nở một nụ cười mỉm, trong lòng vô cùng thỏa mãn và hạnh phúc. Hiện giờ cô bé không còn là thánh nữ Bắc Hàn nữa mà chỉ như một bé gái bình thường mà thôi. Ở một phía khác, Khương cử nhìn Diệp Huyên và Diệp Liên, trong mắt hiện lên vẻ hâm mộ. Diệp Huyên đối xử với Diệp Liên rất tốt, không hề có chút giả tạo gì, cũng không mang theo bất kỳ tính toán vụ lợi nào cả, chỉ là đối xử tốt mà thôi. Tình cảm đó là chân thật nhất, thuần khiết nhất. Khương Cửu sinh ra trong Hoàng gia chưa từng nhận được tình cảm như vậy, ở trong Hoàng gia chỉ có lừa gạt lẫn nhau, người sống ta chết. Không lâu sau, Diệp Huyên bê một tô mì tới trước mặt Diệp Liên, nhưng ngay sau đó, tô mì bị đóng băng. Đóng băng gương mặt hai huynh muội trở nên cứng ngắc nhưng rất nhanh sau đó cả hai lại cười diệp liên đứng dậy nhẹ nhàng ôm lấy diệp huyên nói nhỏ muội nhớ huynh lắm thân thể diệp huyên cứng đờ một lúc sau hắn cũng ôm lấy diệp liên ta cũng vậy hai huynh muội cứ ôm nhau như vậy ở một nơi khác đào binh thương lam đã giết hết tất cả đệ tử huyết tông toàn bộ đầu đệ tử huyết tông bị treo ở trên cửa lưỡng giới thành đe dọa Đối với những cường giả tới từ trung thổ thần châu thì những cái đầu treo ở cửa lưỡng giới thành là một lời đe dọa hữu hiệu. Một vạn pháp cảnh, 30 tên thần hợp cảnh bị diệt sạch. Hiện giờ những cường giả tới từ trung thổ thần châu đều biết tới một người, đó chính là Diệp Huyên. Sau khi trận chiến lưỡng giới thành diễn ra, một số cường giả trung thổ thần châu muốn tới Khương Quốc lập tức từ bỏ suy nghĩ này. Ở trong thành một bà lão mặc áo gai sách ba cái đầu đi tới bên người diệp liên và diệp huyên hai huynh muội nhìn về phía bà lão bà lão vứt mấy cái đầu xuống đất ba cái đầu này chính là đầu ba tên cường giả vạn pháp cảnh của hợp hoan tông chạy trốn khi trước bà lão đi tới trước mặt diệp liên nói nhỏ tiểu liên nhi trước đó ngươi nói mọi chuyện đều cần phải dựa vào chính mình nói vậy cũng không sai nhưng bà già này phải nói cho ngươi biết bất kể là lúc nào bắc hàn tông cũng là hậu thuẫn kiên cố nhất của ngươi diệp liên nhìn ba cái đầu kia không nói gì cả diệp huyên đột nhiên ôm quyền nói với bà lão tiền bối muội muội ta còn nhỏ trước đó nói chuyện không được thích hợp xin hãy tha lỗi cho muội muội của ta nói tới đây hắn nhìn về phía diệp liên gương mặt có phần nghiêm khắc liên nhi trước đây ta từng nói với muội rồi chúng ta làm người không được lấy oán trả ơn bắc hàn tông không chỉ chữa khỏi chứng thương hàn của muội mà còn giúp muội có được bản lãnh như bây giờ huynh muội chúng ta phải khắc ghi ơn này suốt đời diệp huyên gật đầu đáp muội biết rồi mà nói xong cô bé nhìn sang bà lão lãnh bà bà ta biết bắc hàn tông đối xử với ta rất tốt mà sau này ta ta sẽ không nóng giận vô cớ như vậy nữa sắc mặt bà lão trở nên hiền hòa bà ta cười nói đều là người một nhà không có vấn đề gì cả nói tới đây bà ta nhìn về phía diệp huyên ở bên cạnh diệp liên sau khi quan sát diệp huyên bà ta nói ngươi chính là ca ca của tiểu liên nhi diệp huyên sao diệp huyên gật đầu đúng vậy bà lão gật đầu trước đó ta từng nghe nói về ngươi lần này gặp mặt quả thực là ngươi đã khiến ta thấy bất ngờ ngươi không chỉ có thiên phú cực cao thực lực mạnh mẽ mà cách làm người làm việc đều rất hiếm gặp có một người ca ca như vậy là may mắn của tiểu liên nhi cũng là may mắn của bác hàn tông ta hiển nhiên bà ta đã chấp nhận diệp huyên Trước đó bà ta ở trong bóng tối đã nhìn thấy Diệp Huyên giao chiến với huyết lê, tuổi còn trẻ như vậy đã đạt tới kiếm chủ, thiên phú của hắn không hề thua kém Diệp Liên là bao nhiêu. Sao Bắc Hàn Tông có thể cố tình nhắm vào một tên thiên tài yêu nghiệt như vậy được? Điều quan trọng nhất chính là hắn là ca ca của Diệp Liên, nói hắn là một nửa người của Bắc Hàn Tông cũng chưa đủ nữa. Đối với Bắc Hàn Tông mà nói thì thu nhận Diệp Liên chính là một vụ mua bán kiếm lời to, chẳng khác nào mua một tặng một cả thấy bà lão chấp nhận Diệp Huyên, Diệp Liên cũng cảm thấy rất vui mừng. Thật ra cô bé cũng có cảm tình với Bắc Hàn Tông, bởi vì sau khi cô bé tới Bắc Hàn Tông, mọi người ở Bắc Hàn Tông đối xử với cô bé rất tốt. Lúc này, bà lão nhìn Diệp Liên tiểu liên nhi, việc ở đây đã xong, chúng ta nên trở về rồi. Trở về. Diệp Liên ngẩn ra, sau đó lắc đầu, ôm chặt lấy cánh tay Diệp Huyên, ta muốn ở bên ca ca. Bà lão cười khổ, ngươi vẫn chưa thu phục được thánh vật ở trong cơ thể, muốn thu phục được thánh vật kia thì ngươi nhất định phải quay trở về Bắc Hàn tông. Chúng ta cần sử dụng Bắc Hàn đại trận để giúp ngươi, nếu không thánh vật cắn ngược, ngươi sẽ gặp nguy hiểm tới tính mạng đó. Chương 440: Sinh nhật vui vẻ. Thánh vật. Diệp Huyên nhìn về phía bà lão, không hiểu gì cả. Bà lão gật đầu, thánh vật đứng đầu của Bắc Hàn tông ta, đã gần trăm năm không ai được nó công nhận cả. Tiểu Liên Nhi là người có cơ hội lớn nhất. Nếu như được thánh vật công nhận, thực lực của Tiểu Liên Nhi sẽ được lột xác một lần, chuyện đó sẽ có ích lợi rất lớn với cô bé. Còn nữa, nói tới đây, sắc mặt bà ta có chút nặng nề, thể chất của cô bé vượt xa tưởng tượng của chúng ta, tóm lại là nhất định phải đưa cô bé về Bắc Hàn Tông. Diệp Liên ôm trầm lấy Diệp Huyên, nói như nào cũng không chịu buông tay. Bà lão thấy vậy thì cười khổ một tiếng, đừng thấy hiện giờ diệp liên có thể dễ dàng chém giết vạn pháp cảnh nhưng diệp liên vẫn chỉ là một cô bé mà thôi bà lão không biết phải làm sao đành nhìn về phía diệp huyên mong diệp huyên khuyên nhủ giúp diệp huyên suy nghĩ hồi lâu cuối cùng nhìn về phía diệp liên cười nói khi nãy tiền bối có nói nếu như muội thu phục được thánh vật ở trong cơ thể thì thực lực sẽ càng mạnh mẽ hơn có phải không diệp liên gật đầu một cái đúng vậy diệp huyên nhẹ nhàng xoa đầu diệp liên thực lực của muội càng mạnh mẽ thì có thể giúp đỡ ta được nhiều hơn mà." Diệp Liên ngẩng đầu lên nhìn Diệp Huyên, "Nhưng muội muốn ở cạnh huynh." Diệp Huyên cười nói, "Chờ sau khi ta xử lý xong chuyện ở đây sẽ lập tức tới Trung Thổ Thần Châu tìm muội, vậy có được không hả?" Diệp Liên cúi đầu, không nói gì. Nụ cười trên gương mặt bà lão càng đắng chát hơn. Diệp Huyên định nói gì nữa thì đúng lúc này, Diệp Liên ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn, "Một ngày muội ở cạnh huynh một ngày sau đó muội sẽ trở về trong mắt cô bé hiện gió vẻ van lơn hơn nữa còn khá căng thẳng chỉ sợ diệp huyên không đồng ý sao diệp huyên có thể không đồng ý cho được hắn nhẹ nhàng vuốt đầu diệp liên cười nói được một ngày nghe diệp liên nói vậy bà lão cũng thở phào một tiếng cứ như vậy diệp huyên dẫn diệp liên trở về đế đô khương quốc trong một ngày này hắn không làm bất cứ chuyện gì cả chỉ dẫn Diệp Liên đi dạo phố, chơi đùa. Buổi đêm, Diệp Huyên và Diệp Liên ngồi trên đỉnh núi, trên bầu trời, một vầng trăng sáng chiếu rọi. Diệp Liên tựa sát vào Diệp Huyên, hai cánh tay nhỏ ôm chặt lấy cánh tay Diệp Huyên. Tại sao Huynh cứ nhắm hờ hai mắt vậy hả? Huynh đang tu luyện một môn thần công tuyệt thế, tạm thời không thể mở to mắt được. Tuyệt thế thần công, lợi hại không, có lợi hại bằng đóng băng vạn dặm của Bắc Hàn Tông muội không? đó là võ kỹ bậc thiên đó chắc là không lợi hại bằng muội đâu không sao cả đâu chờ khi nào huynh tới bắc hàn tông muội sẽ dạy cho huynh à đúng rồi bắc hàn tông có rất nhiều thứ hay nhé nghe tông chủ nói thì tương lai muội sẽ là tông chủ của bắc hàn tông nói cách khác những thứ đó đều là của muội cả ừm đến lúc đó huynh muốn lấy gì thì lấy cái đó muội sẽ cho huynh hết diệp huyên trong bóng tối sắc mặt lãnh bà bà có phần khó coi muội muốn nghe kể chuyện. Ngày xưa ngày xưa có một đỉnh núi, trên núi có một ngôi miếu, trong miếu. Sáng ngày hôm sau, trên núi chỉ còn lại mình Diệp Huyên. Diệp Huyên ngồi yên trên đỉnh núi, đờ đẫn nhìn về phương xa, cho tới giữa trưa thì hắn mới đứng dậy, trong tay hắn là một chiếc nhẫn chứa đồ. Trong nhẫn chứa đồ có ba thanh kiếm bậc chân hạ phẩm, hai thanh kiếm bậc chân trung phẩm, một thanh kiếm bậc chân thượng phẩm. Còn có một thanh kiếm bậc thiên nữa, kiếm bậc thiên diệp huyên lấy thanh kiếm bậc thiên kia ra kiếm dài bốn thước rưỡi thân kiếm nhỏ hẹp chỉ rộng một ngón tay quanh thân kiếm tỏa ra lôi mang thế trên chuôi kiếm này có lôi thế ở chuôi thanh kiếm này có hai chữ nhỏ màu đen lôi tiêu kiếm lôi tiêu nhìn mấy thanh kiếm trước mặt mình trong lòng diệp huyên cảm thấy phức tạp đây là những thứ diệp liên để lại cho hắn hắn không biết diệp liên làm cách nào mà có được những thanh kiếm này một lúc sau, Diệp Huyên cất mấy thanh kiếm đi, trung thổ thần châu. Nói xong, hắn quay người rời khỏi. Học viện Thương Lan. Diệp Huyên quay trở về học viện Thương Lan, trước điện Thương Lan, khi Mạc Vân Khởi và Bạch Trạch nhìn thấy Diệp Huyên, Mạc Vân Khởi xông tới ôm chặt lấy Diệp Huyên. Bạch Trạch nhếch miệng, quá kích động. Kỳ An Chi nhìn Diệp Huyên, sau đó tiếp tục gặm đùi gà trên tay mình. Khi nhìn Mạc Vân Khởi, Bạch Trạch và Kỳ An Chi Diệp Huyên nhếch miệng cười, tất cả mọi người đều còn ở đây, tốt quá đi. Người thân, trong lòng hắn, mấy người Mặc Vân Khởi không phải là bạn nữa rồi mà là người thân. Kiếm đạo cô độc, nếu như trên đường đi không có vài bằng hữu huynh đệ thì cho dù đi tới đỉnh cao thì cũng có ý nghĩa gì đâu. Nếu như có mấy người huynh đệ bằng hữu sinh tử thì cho dù kiếm đạo không đạt tới đỉnh cao cũng có làm sao? Diệp Huyên đang định nói gì thì Mặc Vân Khởi nở một nụ cười thần bí. Diệp Thổ Phỉ, đừng nói gì cả, tới đây nào. Nói xong, ba người mặc Vân khởi dẫn theo Diệp Huyên Tiến vào điện Thương Lan, bên trong điện đen kịt, khi hắn định dùng kiếm ý cảm nhận xung quanh thì ánh lửa bùng lên ở xung quanh đại điện, cả đại điện được chiếu sáng. Trước mặt Diệp Huyên là một cái bàn lớn, trên mặt bàn bày mười mấy món ăn, những món ăn này đều vô cùng khó coi, có mấy món đã đen xì, không thể nhìn ra là món gì được. Ở chính giữa các món ăn là một cái mâm đào mừng thọ lớn đào mừng thọ. Mạc Vân khởi đi tới trước mặt Diệp Huyên, nhích miệng cười một tiếng, Diệp thổ phỉ, sinh nhật vui vẻ. Sinh nhật, Diệp Huyên ngẩn ra, bởi vì từ ngày hắn và muội muội hiểu chuyện thì chưa từng tổ chức sinh nhật. mươi 441, hai người chúng ta không cần gì. Sinh nhật, năm đó lúc còn ở nhà họ Diệp, hắn và muội muội ăn còn không đủ no thì nói gì tới sinh nhật. Đối với hắn mà nói, năm đó hắn và muội muội sống sót được đã là may mắn rồi đối với hắn thì lúc hắn và muội muội được ăn mì chính là khoảnh khắc vui sướng nhất trước mặt diệp huyên mạc vân khởi vỗ bà vai hắn suy nghĩ gì vậy diệp huyên vứt bỏ suy nghĩ trong đầu đi cười nói sao mọi người biết hôm nay là sinh nhật ta vậy mạc vân khởi nhìn về phía kỳ an chi ở gần đó kỳ tỷ nói kỳ an chi diệp huyên quay đầu nhìn về phía kỳ an chi nàng ta mặt không cảm xúc, cắn đùi gà, không nói gì cả. Nào, mọi người cùng ăn cơm thôi. Mặc Vân khởi kéo Diệp Huyên ngồi xuống, hắn ta đặt một đĩa đồ ăn tới trước mặt Diệp Huyên, cười xấu xa, đây là món khoai tây xào ta tự tay làm, nếm thử đi. Diệp Huyên nhìn đĩa đồ ăn trước mặt, biểu cảm cứng ngắc, con mẹ nó, đây mà là khoai tây à, rõ ràng chính là bùn. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó chân thành nói, thật ra ta cũng không cảm thấy đói bụng mặt mạc vân khởi đen lại, đây chính là tấm lòng của chúng ta đó. Diệp thổ phỉ, ngươi không thể không nể mặt như vậy được. Diệp Huyên không biết phải làm sao cả, cầm đũa gấp một miếng đưa vào trọng miệng, sau đó khóe miệng của hắn liên tục run rẩy. nhưng rất nhanh sau đó, Diệp Huyên khôi phục vẻ mặt bình thường, hắn liên tục gấp mấy miếng, vừa ăn vừa nói, ngon quá, ngon thật đấy. Mạc Vân khởi ngẩn ra, sau đó hưng phấn nói thật à. Diệp Huyên nghiêm túc gật đầu, thật hơn cả vàng nữa. Bạch Trạch tỏ vẻ không tin, y đi tới bên cạnh Diệp Huyên, gắp một miếng, sau khi ăn xong, y trừng mắt lên, nhìn về phía Mạc Vân Khởi, "Ngon đó." Mạc Vân Khởi cười lớn một tiếng, đập tay lên vai Bạch Trạch, "Ta đã nói rồi mà, có chuyện gì làm khó được Mạc Vân Khởi này chứ?" "Không có." Nói xong hắn ta gắp một miếng, ngay sau đó hắn ta chạy ra ngoài cửa, điên cuồng nôn oẹ không chỉ là Mạc Vân Khởi, Diệp Huyên và Bạch Trạch cũng điên cuồng nôn ẻ. Một lúc sau, ba người uống nước ừng ực. Đúng lúc này, Kỳ An chi bê một đĩa cá kho đi tới trước mặt Diệp Huyên, nàng ta nhìn Diệp Huyên, hiển nhiên đây là món ăn do nàng ta làm, muốn Diệp Huyên nếm thử. Diệp Huyên nhìn vào chiếc đĩa, một con cá đang quẫy đuôi ở bên trên. Sống! Sắc mặt Diệp Huyên cứng đờ, trong lòng như có cả đàn ngựa đang điên cuồng lao đi. Mạc Vân Khởi ở bên cạnh có lòng tốt nhắc nhở, kỳ tỷ, hình như con cá này còn sống. Kỳ An Chi nhìn Mạc Vân Khởi, sắc mặt không lành, điều này khiến Mạc Vân Khởi biến sắc, vội vàng nói không không, ta nhìn nhầm. Con cá này chết rồi, chết thật rồi. Đừng thấy thường ngày Kỳ An Chi ít nói, nhưng không ai ở học viện Thương Lan không sợ nàng ta cả. Bởi vì một khi nàng ta tức giận thì rất đáng sợ, có thể đuổi theo chém người ba ngày ba đêm liền. Ở một bên khác, Hiển nhiên là Bạch Trạch bị chập mạch rồi, y nhìn con cá trong đĩa, rõ ràng là còn sống mà. Nó đang động đậy đó. Lúc này Kỳ An Chi đột nhiên rút đao ra chém thẳng về phía Bạch Trạch, sắc mặt Bạch Trạch thay đổi, hai tay đưa ra trước ngăn cản. Chen, hai người nhanh chóng lùi ra sau, mỗi người lùi lại chừng 10 trượng. Nhưng ngay sau đó Kỳ An Chi lại xông tới, chém một đao. Khi thấy Bạch Trạch bị Kỳ An Chi cầm đao đuổi theo, Diệp Huyên và Mạc Vân khởi không tim không phổi cười phá lên. Chừng 15 phút sau, bốn người ngồi ở quanh bàn. Diệp Huyên lấy một thanh đao ra, khi thanh đao này vừa xuất hiện thì nó đã lập tức thu hút được ánh mắt của Kỳ An Chi đang ngồi ở đối diện Diệp Huyên. Đao bậc chân trung phẩm. Thanh đao dài chừng ba thước, thân đao khá nhỏ, hình dạng như lá liễu, lưỡi đao cực mỏng, tỏa ra một luồng đao mang lạnh lẽo. Diệp Huyên còn chưa nói gì thì Kỳ An Chi đã đưa tay ra, không cần nói thì ai cũng hiểu được ý cô diệp huyên lắc đầu cười một tiếng đưa chuôi đao này vào tay kỳ an chi kỳ an chi cầm lấy đao trong ánh mắt tỏ rõ vẻ yêu thích diệp huyên nhìn về phía bạch trạch và mặc phân khởi mặc Vân khởi lắc đầu hai người chúng ta không cần gì diệp huyên không hiểu hỏi vì sao mặc Vân khởi cười khổ hai người chúng ta không thể một mực ỉ lại vào ngươi được nếu cứ ỉ lại vào ngươi như trước hai người chúng ta sẽ càng ngày càng tệ hại. Nếu cần trang bị thì hai người chúng ta sẽ tự đi kiếm. Thật ra còn có một nguyên nhân khác mà hắn ta không nói ra, đó chính là họ không muốn tình huynh đệ giữa mình và Diệp Huyên biến chất. Các huynh đệ giúp đỡ lẫn nhau là chuyện rất bình thường, nhưng nếu như cứ luôn là Diệp Huyên giúp đỡ thì lâu ngày, tình nghĩa huynh đệ này có thể sẽ biến chất. Cho dù chỉ có một chút khả năng thôi nhưng bọn họ cũng không muốn chút khả năng này biến thành sự thật. Diệp Huyên im lặng hồi lâu, cuối cùng hắn gật đầu, được. Ta tôn trọng sự lựa chọn của các ngươi. Mạc Vân khởi nhích miệng cười, ăn cơm nào? Ăn cơm. Sắc mặt mấy người ở đó lập tức cứng ngắc. Một lúc sau, Diệp Huyên rời khỏi đại điện. Trong điện, Bạch Trạch nhìn theo bóng lưng Diệp Huyên rời đi, nói nhỏ, đã cảm nhận được chưa? Diệp thổ phì càng ngày càng mạnh. Bạch Trạch im lặng. Kỳ An Chi thì vẫn gặm đùi gà. Mạc Vân khởi lắc đầu cười một tiếng, hắn có thể giết vạn pháp cảnh rồi, mà không ai trong số ba người chúng ta làm được cả. Vậy thì cố gắng lên nào. Bạch Trạch đứng bật dậy, đập bàn một cái, khiến cả cái bàn lập tức vỡ nát. Mạc Vân khởi kinh ngạc nhìn về phía Bạch Trạch, hai tay Bạch Trạch nắm chặt, hiện giờ ta là thần hợp cảnh đỉnh cao, huyết mạch yêu thú trong cơ thể này càng mạnh, cho ta thêm nửa năm nữa thì ta chỉ cần một quyền là có thể đánh chết một tên vạn pháp cảnh nửa năm. Mạc Vân khởi nhìn Bạch Trạch với ánh mắt kinh bỉ cho ngươi 10 năm nữa luôn. Nửa năm á, chờ nửa năm của ngươi tới thì Diệp Thổ Phỉ đã có thể giết chết ngự pháp cảnh rồi. Bạch Trạch, Mạc Vân khởi đứng dậy tu luyện nào. Nói xong hắn ta quay người rời đi. Sau núi học viện Thương Lan, Khương Cửu dẫn theo 10 người đi tới sau lưng Diệp Huyên, nàng ấy đi tới bên cạnh Diệp Huyên, ta và Thác Bạt Quốc chủ đã chọn xong người rồi. Diệp Huyên quay người lại, có 10 người đứng ở trước mặt hắn, 5 người trong số đó được chọn lựa từ trong đảo Binh Thương Lan, 5 người khác được thác bạt ngạn lựa chọn ra từ trong kim ngô vệ của Ninh Quốc, họ đều là những tinh anh đứng đầu. 10 người đều là thần hợp cảnh đỉnh cao, hơn nữa sức chiến đấu của 10 người này rất mạnh. Khi nhìn thấy Diệp Huyên, năm tên đảo Binh Thương Lan vội vàng cúi người hành lễ với hắn, bái kiến viện trưởng. Về phần năm tên kim ngô vệ kia thì họ chỉ hơi khom người xuống nhưng sắc mặt cũng thể hiện vẻ tôn kính. Chương 442, ta là hạng người đó sao? Diệp Huyên đi tới trước mặt 10 người, ngay sau đó, một luồng kiếm thế mạnh mẽ từ trong kiếm liên tú trên tay hắn bộc phát ra bên ngoài, ép 10 người này liên tục lùi về phía sau. Nhưng ngay sau đó, năm tên đạo binh thương lan cắm trường thương xuống dưới đất. Sau khi cắm trường thương xuống đất, năm người ngăn cản được thế của Diệp Huyên, nhưng năm tên kim ngô về kia thì vẫn liên tục lùi lại, sau khi lùi 10 trượng thì năm người mới dừng lại. Năm tên kim ngô vệ kia vẫn còn thua kém đạo binh thương lan. Sắc mặt năm tên kim ngô vệ kia cũng trở nên khá khó coi, hiển nhiên đang cảm thấy mất mặt vì thua kém đạo binh thương lan. Diệp Huyên thu hồi kiếm thế của mình về, hắn đi tới trước mặt năm tên kim ngô vệ, cho các ngươi một cơ hội, nếu như đến lúc đó vẫn không đạt thì đến từ đâu hãy quay trở về đó nói xong hắn nói với Khương Cửu, để lục cô nương huấn luyện riêng cho 10 người bọn họ. Khương Cửu gật đầu, ta sẽ sắp xếp chuyện này. Diệp Huyên búng tay, một chiếc nhẫn chứa đồ bay tới trước mặt Khương Cửu, bên trong nhẫn chứa đồ có một linh mạch cực phẩm, hãy đặt linh mạch ở trong học viện Thương Lan, nghe vậy, trong lòng Khương Cửu mừng rơn. Phải biết nếu như đặt linh mạch cực phẩm ở trong học viện Thương Lan thì không chỉ học viện Thương Lan nhận được lợi ích, toàn bộ đế đô Khương Quốc cũng được hưởng lợi. Có thể nói, nhờ có linh mạch cực phẩm mà trong thời gian ngắn, Khương Quốc sẽ không quá hỗn loạn. Bởi vì có đầy đủ linh khí sẽ khiến lòng người lòng quân ổn định. Rất nhanh sau đó, Khương Cửu dẫn theo 10 người kia rời khỏi. Diệp Huyên ngẩng đầu lên nhìn chân trời, hiện giờ hắn đang nóng lòng muốn tới Trung Thổ Thần Châu. Đúng lúc này có một bóng người xuất hiện sau lưng Diệp Huyên, Diệp Huyên quay người lại, khá kinh ngạc. Người vừa xuất hiện là Liên Vạn Lý. Liên Vạn Lý đi tới bên người Diệp Huyên, nàng ta nhẹ nhàng vuốt lọn tóc mai, nói: "Huyết Tông và Hợp Hoan Tông bị ngươi đánh lui, hiện giờ rất nhiều người ở trung thổ thần châu đã không dám tới Khương Quốc nữa rồi. Trong đại vân cảnh chúng ta, ta đã chém giết hơn 300 tên cường giả trung thổ thần châu, trong đó có 6 tên vạn pháp cảnh." Nói tới đây, nàng ta quay đầu nhìn Diệp Huyên, "Hiện giờ thế cục Thanh Châu đã tạm thời ổn định. Lúc này chỉ còn hai vấn đề. Thứ nhất, Bản nguyên linh mạch của vùng Thanh Châu, bản nguyên Thanh Châu đã bị tổn thương mạnh mẽ, muốn chữa trị thì nhất định phải sử dụng linh mạch, không phải là linh mạch cực phẩm đâu, mà là linh mạch tốt hơn. Ở Thanh Châu không có loại linh mạch này. Tới Trung Thổ Thần Châu, Diệp Huyên hỏi. Liên Vạn Lý gật đầu, phải tới Trung Thổ Thần Châu. Đương nhiên việc cấp bách hiện giờ không phải là tới Trung Thổ Thần Châu mà là chống cự cường giả Trung Thổ Thần Châu và Thương Lan Châu. Ta đã nhận được tin tình báo. Thương Lan Châu đã biến thành một vùng đất vứt bỏ, những người ở Thương Lan Châu đang chạy tới Thanh Châu chúng ta. Trừ đó ra, mâu thuẫn giữa các thế lực khắp Thanh Thương giới đang liên tục tăng lên, ta thấy Liên Minh hộ giới khó lòng áp chế được nữa. Vì sao? Diệp Huyên cảm thấy khó hiểu, ngay cả Liên Minh hộ giới cũng khó lòng áp chế được. Liên Vạn Lý gật đầu, theo ta được biết thì dường như Liên Minh hộ giới đang gặp chuyện phiền phức, hình như có một con yêu thú đang gây sự với bọn họ. Nói đến đây, nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên, người có biết con yêu thú này tên gì không? Diệp Huyên lắc đầu, sao ta có thể biết được? Diệp Huyên. Liên vạn lý nhìn Diệp Huyên, con yêu thú này nói nó tên là Diệp Huyên. Gương mặt Diệp Huyên vô cùng kinh ngạc, Diệp Huyên, tên là Diệp Huyên, cái quần què gì vậy? Liên vạn lý cứ nhìn Diệp Huyên như vậy, không hiểu là đang suy nghĩ chuyện gì. Diệp Huyên vừa định lên tiếng thì dường như hắn nghĩ tới chuyện gì đó, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Diệp Huyên, yêu thú, không phải là đại thần tầng 2 đó chứ? Trên trán Diệp Huyên chảy đầy mồ hôi lạnh, hắn càng nghĩ càng cảm thấy rất có thể là như vậy. Bởi vì thường không trùng hợp như vậy đâu. Chỉ là hắn không hiểu được tại sao đại thần tầng 2 lại đánh nhau với liên minh hộ giới. Đánh nhau với người ta thì thôi, Tại sao lại còn công khai ra bên ngoài là nó tên Diệp Huyên chứ? Làm vậy khác gì chuốc hỏa cho hắn? Lúc này, một cô gái mặc áo giáp bất ngờ xuất hiện bên cạnh Liên Vạn Lý. nàng ta quỳ một chân xuống, bệ hạ đã nhận được tin tình báo, tối đa hai ngày nữa cường giả bên Thương Lan Châu sẽ đến núi Vạn Khâu. Liên Vạn Lý quay người nhìn về phía Diệp Huyên. Lần này Thanh Châu đã bị tổn thương nặng nề, không thể để đám người này tiến vào Thanh Châu được. Nếu không chính ta cũng không biết sẽ có bao nhiêu người Thanh Châu chết nữa. Nói xong, nàng ta chỉ về phía chân trời xa xa, dẫn theo người của ngươi, cùng ta tiến tới núi Vạn Khâu, chúng ta cứu vớt muôn dân trong thiên hạ, cứu vớt thanh thương giới, cứu vớt hàng tỷ mạng sống. Diệp Huyên im lặng không trả lời. Liên Vạn Lý thu tay về, bình thản nói, bọn chúng cướp sạch Hương Lan Châu xong mới đến đây, tên nào tên lấy dầu chảy nước. Diệp Huyên đột nhiên hỏi, cô vừa mới nói cứu vớt muôn dân. Cứu vớt thanh châu, cứu vớt hàng tỷ mạng sống. Liên vạn lý gật đầu. Diệp Huyên nghiêm mặt đáp, cứu vớt muôn dân, cứu vớt thanh châu, cứu vớt hàng tỷ mạng sống. Diệp Huyên đương nhiên sẽ không chối từ rồi. Liên vạn lý hỏi, không phải vì tiền tài à? Diệp Huyên tức giận đáp, ta là hạng người đó sao? Chương 443, Vạn Pháp Cảnh Chân Chính Trên núi, Liên vạn lý bình tĩnh nhìn Diệp Huyên, người chính là hạng người đó. Giọng nói vô cùng kiên định, không cho hắn mặt mũi. Mặt Diệp Huyên đen lại, Liên cô nương, xem ra cô chưa hiểu rõ về ta rồi. Nhưng không sao cả, dù sao ta cũng không có hứng thú gì với cô, ta. Đúng lúc này, Liên vạn lý ở trước mặt hắn đột nhiên xông tới, tung một trường đánh về phía hắn, tốc độ cực nhanh. Sắc mặt Diệp Huyên thay đổi, bước tới trước một bước, tung một cú đấm vào lòng bàn tay của liên vạn lý nhưng ngay lúc đó hắn đã biến sắc bởi vì cú đấm của hắn dường như đánh lên trên một cục bông vậy cảm giác mềm nhũn diệp huyên định thu tay về thì liên vạn lý bất ngờ khống chế cổ tay hắn ngay sau đó liên vạn lý giật ngược cổ tay hắn về phía mình cùng lúc đó nàng ta lên gối nhắm vào bụng diệp huyên ầm uhm. diệp huyên lập tức lùi ra sau ba mươi trượng diệp huyên tức giận nói cô nổi điên gì vậy chứ Liên vạn lý nhìn Diệp Huyên, bình thản đáp, ngứa tay, muốn đánh ai đó. Nghe vậy Diệp Huyên giận điên lên, thân thể khẽ run, lao thẳng về phía liên vạn lý. Gương mặt liên vạn lý không chút cảm xúc, nàng ta khẽ điểm mũi chân xuống đất, thân thể tung bay về phía trước, phiêu lãng mơ hồ, khá là quỷ dị. Bởi vì thân thể nàng ta đã bắt đầu hư ảo, vặn vẹo, không chỉ là thân thể, ngay cả không gian xung quanh nàng ta cũng bắt đầu vặn vẹo. Diệp Huyên đến, tung ra một đấm. Cú đấm này của Diệp Huyên mang theo chiến ý. Nhưng ngay sau đó, dầm, Diệp Huyên liên tục lùi ra sau, hắn lùi về chừng 30 trượng mới dừng lại được. Diệp Huyên dừng lại, sau đó không ra tay tiếp, sắc mặt trở nên nghiêm nghỉ. Tay phải liên vạn lý buông ra phía sau, bình thản nói, xuất kiếm đi. Diệp Huyên không chút do dự, chỉ tay về phía trước, một sợi kiếm quang lóe lên, chém thẳng về phía liên vạn lý liên vạn lý không tránh né khi sợi kiếm quang kia còn cách nàng ta nửa trượng thì kiếm quang đột nhiên dừng lại đồng thời bị vặn vẹo không phải kiếm quang không bị vặn vẹo mà là không gian còn kiếm quang thì bị không gian ảnh hưởng cứ như vậy sợi kiếm quang kia ngày càng vặn vẹo cuối cùng biến mất diệp huyên im lặng liên vạn lý đi tới trước mặt diệp huyên vạn pháp cảnh cũng chia vạn pháp cảnh giả và vạn pháp cảnh chân chính vạn pháp cảnh giả ý chỉ những người chỉ đạt tới vạn pháp cảnh nhưng không lĩnh mộ ra được bí mật của vạn pháp cảnh bí mật của vạn pháp cảnh chính là vận dụng không gian chỉ những ai đạt tới vạn pháp cảnh chân chính mới nắm giữ được bí mật của không gian hơn nữa còn có thể vận dụng bí mật không gian nói tới đây nàng ta nhìn diệp huyên rất hiếm cường giả vạn pháp cảnh ở thanh châu làm được như vậy nhưng trung thổ thần châu thì không hề ít lần này đi núi vạn khâu rất có thể sẽ gặp cường giả như vậy nếu ngươi vẫn coi thường vạn pháp cảnh thì đến lúc đó ắt sẽ chịu thiệt thòi diệp huyên im lặng hồi lâu cuối cùng gật đầu ta hiểu rồi liên vạn lý ở trước mặt chính là vạn pháp cảnh chân chính khi nãy cho dù hắn và liên vạn lý không quyết đấu sinh tử nhưng từ hai lần trao đổi trước đó hắn đã cảm nhận được sự kinh khủng của vạn pháp cảnh chân chính trên con đường kiếm đạo vĩnh viễn không thể coi thường lúc này liên vạn lý nói tiếp cần một ngày rưỡi mới tới được núi Vạn Khâu, bàn giao mọi chuyện, sau đó lập tức lên đường. Nói xong nàng ta và cô gái mặc áo giáp quay người rời đi. Diệp Huyên trở về điện Thương Lan, hắn gọi mấy người Kỳ An Chi và Mạc Vân khởi tới. Trong điện, tất cả nhân vật quan trọng của học viện Thương Lan đều có mặt. Một canh giờ sau, Diệp Huyên rời khỏi điện Thương Lan, hắn chỉ dẫn theo ba người Kỳ An Chi, Mạc Vân khởi và Bạch Trạch. Hắn không mang theo đạo binh Thương Lan bởi vì hiện giờ có rất nhiều lính đánh thuê và thế lực tông môn ở trung thổ thần châu đạo binh thương lan nhất định phải ở lại thanh châu để uy hiếp những đội lính đánh thuê và thế lực tông môn này bên trên thuyền bay diệp huyên đứng ở đầu thuyền hai tay chống lên lan can trầm tư suy nghĩ cứu vớt thanh châu hắn chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình làm một hành động vĩ đại như vậy bởi vì hắn chưa từng cảm thấy mình là anh hùng thậm chí hắn thấy mình không phải là một người tốt vậy mà hiện giờ hắn lại muốn cứu vớt Thanh Châu. Chính hắn cũng cảm thấy khó tin. Từ khi nào mà mình lại trở nên vĩ đại như vậy chứ? Thế nhưng không đi thì không được. Khương quốc là tổ quốc của hắn, là nhà của hắn, nơi đó có bằng hữu, có huynh đệ, có học viên của hắn. Chuyện ở lưỡng giới thành khiến hắn hiểu con người có thể ác độc tới mức nào. Sự ác độc của con người không có giới hạn cao nhất. Hiện giờ đám cường giả tới từ Thương Lan Châu kia tới, bọn chúng không thể coi là người được bọn chúng là sói là một bầy sói khát máu nếu như để bọn chúng tiến vào thanh châu tiến vào khương quốc và ninh quốc có thể tưởng tượng được chuyện đó đáng sợ tới mức nào trong thế giới của võ giả có rất ít cường giả sẽ thương hại kẻ yếu đa số thời điểm là cường giả ức hiếp và cướp đoạt của kẻ yếu diệp huyên không muốn làm chúa cứu thế cũng chưa từng nghĩ tới việc trở thành chúa cứu thế hắn chỉ muốn tất cả những người bên cạnh mình được bình an chỉ một câu thôi người của ta cho dù là ông trời cũng không được phép động vào lúc này một làn gió thơm thổi tới một cô gái xuất hiện ở bên cạnh diệp huyên liên vạn lý liên vạn lý nhìn xuống dưới thuyền bay nói thử ngắm nhìn non sông tươi đẹp bên dưới đi đẹp quá nhưng dưới cảnh đẹp này lại là vô số máu tươi và thi thể nói tới đây nàng ta đột nhiên nhìn về phía diệp huyên trước đó ta luôn cho rằng thanh châu biến thành như hiện tại tất cả là vì một kiếm của sư tôn ngươi nhưng sau đó ta thấy mình đã sai rồi thanh châu biến thành như này nhất định là vì lòng người tính người người tốt có thể trở nên ác độc người ác độc cũng có thể càng ác hơn thiện ác diệp huyên ngẩn người ra kiếm đạo của hắn là kiếm đạo thiện ác vậy cái gì là thiện cái gì là ác diệp huyên đứng ở đầu thuyền giống như đang nhập định vậy. Liên vạn lý nhìn Diệp Huyên, quay người rời đi. Nàng ta biết rất có thể Diệp Huyên hiểu ra chuyện gì đó. Chiếc thuyền bay tiếp tục tiến lên, ngày càng tới gần núi Vạn Khâu. Trung thổ thần châu, huyết tông. Trong một đại điện âm trầm, có 30 người đứng bên trong, cả đại điện nồng nặc mùi máu tươi. Ngồi trên ghế chủ trong đại điện là một người đàn ông trung niên mặc áo đen, người này chính là tông chủ huyết tông huyết Việt. Ở bên dưới, một ông lão sắc mặt giữ tận thuật lại những chuyện xảy ra ở Thanh Châu, đại trưởng lão huyết tông ta bị giết chết, 30 tên đệ tử tinh anh bị giết sạch, đầu của bọn họ bị Diệp Huyên treo ở trên tường lưỡng giới thành, thi thể của bọn họ thì bị bỏ mặc để chó hoang kèn kèn ăn. Nói tới đây, ông ta nhìn về phía huyết Việt, thiếu tông chủ cũng đã bị Diệp Huyên cắt đầu ở trong lưỡng giới thành. Đại điện chìm vào tĩnh lặng. Chương 444, không ai được phép động tới người của ta mặt huyết việt không chút cảm xúc, không biết là đang suy nghĩ gì. yên lặng trong giây lát, một ông lão giận dữ hô: "Tên diệp huyên này đúng là khinh người quá đáng, làm vậy rõ ràng là không hề coi huyết tông vào đâu." nói tới đây, ông ta nhìn về phía huyết việt, tông chủ, thù này không thể không báo. đại đa số những người ở đó đều tỏ vẻ tán thành. huyết việt nhìn ông lão kia, nói: "Ngươi có hiểu rõ về tên diệp huyên kia không?" ông lão kia ngẩn ra. Lắc đầu, sao ta hiểu rõ đám man di thanh châu được, ta? Huyết Việt đột nhiên cắt ngang lời ông lão, người man di. Người man di mà ngươi nói có thể ở thần hợp cảnh giết chết vạn pháp cảnh đó. Hơn nữa còn là một vị kiếm chủ chưa đầy 20 tuổi. Ông lão tỏ vẻ mặt kinh ngạc chuyện này. Huyết Việt từ từ nhắm mắt lại, thù này không thể không báo, nhưng không thể xông tới đó liều mạng được. Phải mượn lực, ta sẽ tự mình tới Ma Tông một chuyến trước lúc đó bất kỳ ai cũng không được tới thanh châu tìm tên diệp huyên kia nói xong y biến mất không thấy đâu nữa hợp hoan tông hiện giờ hợp hoan tông cũng giống như huyết tông sau khi tông môn biết tin mấy tên cường giả vạn pháp cảnh bị giết chết thì đều không thể nuốt trôi được cơn giận này hiện giờ không khí trong điện vô cùng náo nhiệt bọn họ đang thảo luận chuyện thảo phạt diệp huyên chuyện báo thù cho mấy người hợp hoan lão nhân tông chủ hợp hoan tông là một người đàn ông trung niên tên là ly uyên từ đầu cho đến giờ ông ta chưa từng nói câu nào, chỉ yên lặng lắng nghe. Tiếng trò chuyện trong điện nhỏ dần, mọi người đưa mắt nhìn Ly Uyên. Bởi vì giờ phút này bọn họ mới nhận ra bất kể là họ nói gì đi chăng nữa thì cũng cần người đàn ông trung niên này gật đầu. Thấy mọi người dừng lại, Ly Uyên mở hai mắt ra, bình thản nói, có hai điểm, thứ nhất, Diệp Huyên tiêu diệt học viện Thư Mộc ở Thanh Châu, khiến toàn bộ thế giới ngầm rời khỏi Thanh Châu. Thứ hai, Hiện giờ hắn còn sống mà Bắc Hàn Tông không hề cho chúng ta một câu trả lời. Mọi người nhìn nhau, hiện giờ bọn họ mới nhận ra chuyện này không hề đơn giản chút nào. Lý Uyên nhìn mọi người ở đó, thực lực Học viện Thương Mộc mạnh hơn Hợp Hoan Tông ta nhiều, nhưng mà ngay cả bọn họ cũng không thể làm gì được Diệp Huyên, các ngươi cảm thấy người này đơn giản lắm sao? Một ông lão đột nhiên nói, chẳng lẽ bỏ qua cho chuyện này sao? Chuyện phun Lý Uyên nhìn ông lão kia, hiện giờ cứ tiếp tục nhằm vào hắn thì e rằng kết quả chính là Hợp Hoan Tông ta bị hủy diệt hoàn toàn. Ông lão im lặng. Lý Uyên từ từ nhắm đôi mắt lại, truyền lệnh xuống dưới, các đệ tử Hợp Hoan Tông không được phép bước vào Thanh Châu. Về chuyện báo thù, ta sẽ đích thân đi điều tra về người này, cuối cùng mới quyết định có báo thù hay không. Nói xong, ông ta đứng dậy, biến mất khỏi đại điện. Trên thuyền bay Diệp Huyên đứng ở mũi thuyền vẫn đang suy nghĩ tới một vấn đề, đó là thiện ác. Kiếm đạo của hắn là kiếm đạo thiện ác, hiện giờ hắn mới chỉ đi được bước đầu trên con đường lĩnh ngộ kiếm ý thiện ác mà thôi. Kiếm đạo và kiếm ý của hắn còn có một con đường rất dài phải đi. Hắn không có khái niệm chính xác gì với thiện và ác cả, bởi vì có rất nhiều khi một người tốt cũng có thể ác, một người xấu cũng chưa chắc đã là vô cùng xấu xa. Cứ như vậy, Diệp Huyên đứng đó một ngày một đêm, sáng sớm ngày hôm sau, thuyền bay đã tiến vào một dãy núi. Trong thời gian này, mấy người liên vạn lý không hề tới quấy rầy Diệp Huyên. Chừng một canh giờ sau, thuyền bay ngừng lại. Liên vạn lý dẫn Nga tả đi tới trước, sau lưng hai người là nhóm Mạc Vân Khởi và Thác Bạt Tiểu Yêu. Cuối cùng thì nàng ta cũng đi cùng. Ở phía đối diện của mấy người là hai đỉnh núi cao thẳng mây xanh, hai đỉnh núi cách nhau chừng trăm trượng, ở giữa là một con đường bên ngoài hai đỉnh núi là một vùng biển bao la bát ngát đây chính là lối đi duy nhất để trung thổ thần châu và thương lan châu tiến vào thanh châu con đường giữa hai đỉnh núi được gọi là đường thanh châu vượt qua con đường này chính là thanh châu liên vạn lý đứng ở đầu tiên hôm nay nàng ta mặc một bộ áo phượng màu đen trên đầu đội mũ phượng màu đen lông mày kẻ đậm điều này khiến nàng ta có phần nghiêm túc lạnh lùng lúc này một người áo đen từ phương xa lao tới tốc độ của người áo đen này rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt liên vạn lý, sau đó quỳ một chân xuống, bẩm ngô vương, cường giả trung thổ thần châu từ bên thương lan châu tới đã sắp tiến vào đường thanh châu rồi. Liên vạn lý bình thản nói, có bao nhiêu người? Người áo đen nói, 16 tên vạn pháp cảnh, 321 tên cường giả thần hợp cảnh đỉnh cao, 6 đội lính đánh thuê hàng đầu, con em thế gia và tán tu thì nhiều vô số kể. Ngoài đó ra còn phát hiện cường giả trên bảng yêu nghiệt tổng cộng có 7 tên, lần lượt là thứ 26, thứ 17, thứ 15, thứ 13, thứ 10 và thứ tư trên bảng yêu nghiệt. Thứ tư, thác bà tiểu yêu ở cách đó không xa nhìn về phía người áo đen với ánh mắt ngạc nhiên. Người áo đen gật đầu, chính xác. Nghe vậy, thác bà tiểu yêu trừng mắt lên, sau đó nàng ta ngẩng đầu nhìn bầu trời, thời tiết hôm nay tệ quá, không nên chiến đấu. Liên vạn lý gật đầu, bản vương thấy có lý đó rút lui. Nói xong nàng ta xoay người rời đi. mươi 445, nề mặt Diệp Huyên ta nhé. Rút lui. Mấy người mặc vân khởi ngẩn ra. Rút lui thật hả? Ngô Vương. Lúc này, cô gái mặc áo giáp bên cạnh Liên Vạn Lý đột nhiên nói, nếu như rút lui thì những người này sẽ tiến vào trong Thanh Châu, đến lúc đó toàn bộ Thanh Châu sẽ là thây chất đầy đồng. Liên Vạn Lý dứng bước, đôi mắt từ từ nhắm lại, không nói gì cả tất cả mọi người đều im lặng. Nơi đây chính là một vách ngăn, nếu như bọn họ từ bỏ vách ngăn này vậy đồng nghĩa với việc những người kia sẽ tiến vào trong Thanh Châu, với sự điên cuồng của đám người này, toàn bộ Thanh Châu sẽ biến thành địa ngục trần gian. Bất kể là đế quốc Đại Vân hay là Khương Quốc, Ninh Quốc đều không thể may mắn thoát khỏi được. Tất cả mọi người nhìn Liên Vạn Lý, chờ nàng ta đáp lời. Một lúc sau, Liên Vạn Lý quay người nhìn về phía đường Thanh Châu ở xa xa, có thể thấy vô số thuyền bay mờ mờ ở trên mặt biển bên ngoài hai đỉnh núi đến rồi một lúc sau liên vạn lý đột nhiên quay đầu lại nhìn diệp huyên vẫn đứng trên thuyền bay lúc này diệp huyên ở bên trên cử động dưới ánh mắt của mọi người diệp huyên đi xuống khỏi thuyền bay tới bên cạnh liên vạn lý nhìn về phía đường thanh châu ở xa xa tới rồi à liên vạn lý gật đầu hỏi lại nghĩ thông rồi à diệp huyên gật đầu thiện ác hắn hiểu rằng không quan tâm là thiện hay ác khi dùng để bảo vệ người khác thì phải chỉ đơn giản như vậy mà thôi đừng nên biến kiếm đạo trở nên quá phức tạp huyền bí quá làm gì tất cả cứ đơn giản là được vừa nghĩ thông điều này diệp huyên phát hiện ra kiếm đạo và kiếm ý của bản thân cũng không thay đổi gì cả nhưng hắn cũng không thèm để tâm chỉ cần suy nghĩ thông suốt kiếm không có trở ngại thì khi hắn xuất kiếm sẽ càng thêm quyết đoán cũng càng nhanh hơn thật ra hắn không phát hiện ra một điều kiếm ý của hắn đã có thay đổi nó càng thực chất hơn lúc này những chiếc thuyền bay ở bên ngoài hai đỉnh núi lớn đã lần lượt dừng lại rất nhanh đã có vài người xuống thuyền bay đi tới phía mấy người diệp huyên sau khi mấy người này xuống thuyền bay thì đều vui mừng hoan hô bọn chúng đã cướp sạch thương lan châu mỗi người kiếm đầy bồn đầy bát dầu chảy mỡ hiện giờ thanh châu chính là mục tiêu cướp đoạt tiếp theo của bọn chúng trên hành trình đi tới đây tất cả mọi người đều hưng phấn gieo hò trong đám người ở phía xa một thanh niên chạy tới vừa chạy vừa hưng phấn hát thanh châu tốt quá thanh châu tốt ghê con gái thanh châu thật xinh đẹp đại gia tới đây đại gia tới đây đại gia vừa tới các cô gái gọi mời ha ha các huynh đệ thanh châu ở ngay trước mắt sau khi tiến vào thanh châu mọi người thích chọn cô gái nào cũng được ha ha tên thanh niên này vừa cười vừa hát khi ngẩng đầu về phía xa nhìn thấy ba cô gái kỳ an chi đứng cạnh diệp huyên ánh mắt gã lập tức sáng ngời hưng phấn nói các huynh đệ ba cô nàng này được đó có thể dùng để giải khát trước ha 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 đúng lúc này một thanh kiếm bất ngờ xuyên thùng trán tên thanh niên này bay xuyên qua đầu máu tươi bắn tung tóe thanh kiếm lượn một vòng trên không trung sau đó bay về chỗ diệp huyên những người kia ngừng lại dùng ánh mắt để phóng nhìn nhóm người diệp huyên đúng lúc này một thanh niên đứng ra nhìn chằm chằm vào diệp huyên ngươi là ai hả diệp huyên bình thản nói thanh châu không chào đón các ngươi quay về đi thanh niên kia nở một nụ cười dữ tợn quay về nếu như ta không quay về thì sao phụt một thanh kiếm lập tức xuyên qua trán tên thanh niên này gã trợn trừng mắt lên nhìn diệp huyên với ánh mắt khó tin ngươi diệp huyên mở bàn tay ra kiếm liên tú bay trở về trong tay hắn hắn nhìn tên thanh niên ở phía xa, vậy ta sẽ tiễn người một đoạn đường. Thanh niên kia ngã thẳng xuống. Liên vạn lý đứng cạnh Diệp Huyên nhìn hắn, trong mắt hiện lên ý cười, nàng ta thích tính cách như vậy. Ở nơi xa, đám người kia ngừng lại, tổng cộng có sáu bảy trăm người, trong đó phần lớn là thông u, hơn nữa vạn pháp cảnh cũng có mười mấy người. Một đội hình như vậy quả thật là vô cùng kinh khủng. Lúc này, một ông lão đứng dậy, đi tới gần mấy người Diệp Huyên ông lão nhìn diệp huyên và liên vạn lý trong ánh mắt hiện lên vẻ kiêng kỵ sau khi im lặng vài giây ông ta nhìn về phía diệp huyên các hạ là diệp huyên bình tĩnh đáp thanh châu diệp huyên diệp huyên ông lão và đám người sau lưng nhìn nhau chưa từng nghe qua ông lão trầm giọng hỏi các hạ là người thanh châu diệp huyên gật đầu nghe vậy hai mắt ông lão nhắm lại các hạ muốn ngăn chúng ta tiến vào thanh châu sao diệp huyên gật đầu thêm lần nữa sắc mặt ông ta lạnh dần chỉ với vài người này của các hà e là không đủ đâu diệp huyên cầm kiếm liên tú trong tay chậm rãi đi về phía ông lão thử xem nhé ông lão không nói nhảm thêm nữa vươn tay phải ra cách không tung một chảo về phía diệp huyên một chảo năng lượng khổng lồ lớn tới mấy chục trượng xuất hiện trên đỉnh đầu diệp huyên sau đó đánh xuống diệp huyên tung người nhảy lên chém ra một kiếm ầm um, một trào khổng lồ kia ầm ầm vỡ vụn ngay sau đó diệp huyên xuất hiện trên đỉnh đầu ông lão cùng lúc đó một sợi kiếm quang từ trên chém mạnh xuống đầu ông ta sắc mặt ông lão thay đổi tay phải nắm chặt lại tung ra một cú đấm lên trên trời trên nắm đấm ngưng tụ một luồng thế mạnh mẽ sau đó bùng phát ra ngoài ầm uhm. một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên ông lão lập tức bị đánh bay ra ngoài mấy chục trượng khi ông ta mới dừng lại một thanh phi kiếm bay tới chém thẳng vào ông ta ông lão không nhìn thấy thanh phi kiếm này nhưng ông ta đã cảm nhận được khi cảm nhận rõ lực lượng ẩn chứa bên trong phi kiếm trong lòng ông ta hoảng hốt vô cùng ông ta lấy ra một tấm chắn màu đen ngăn trước mặt mình huyền khí trong cơ thể điên cuồng tràn vào bên trong theo huyền khí tràn vào tấm chắn lập tức tỏa ra một luồng sáng đen gai mắt lúc này kiếm cương chém tới một thanh kiếm đâm thẳng lên tấm chắn màu đen Tấm chắn màu đen chấn động kịch liệt, sau đó lập tức nổ tung, thanh kiếm đâm xuyên vào trong. Phụt, đầu ông lão bay ra ngoài. Tất cả mọi người có mặt ở đó đều ngẩn ra. Thần hợp cảnh giết vạn pháp cảnh. Diệp Huyên đi tới trước thi thể của ông lão, ngẩng đầu lên nhìn về phía mấy trăm người, trường kiếm trong tay chỉ xéo xuống đất, "Các vị, Diệp Huyên ta bảo vệ Thanh Châu, có thể nể mặt ta, đừng tới xâm phạm hay không?" mấy trăm người nhìn về phía Diệp Huyên, không ai nói gì cả, thế nhưng cũng không có bất kỳ ai lui lại, hơn nữa ánh mắt mọi người đều vô cùng lạnh lùng, có một vài người còn không thèm che giấu sát ý. Lúc này một người đàn ông đi ra, đã nhìn Diệp Huyên, sắc mặt âm trầm lạnh lùng, các hạ muốn chặn đường phát tài của chúng ta hả? Diệp Huyên khẽ thở dài một tiếng, ta cũng không có cách nào mà. Ta là viện trưởng học viện Thương Lan, cũng là người Khương Quốc, Khương Quốc từng nhiều lần giúp đỡ ta ngoài đó ra, ta là quốc sĩ Ninh Quốc, hơn nữa đã nhận lời với quốc chủ Ninh Quốc là sẽ bảo vệ Ninh Quốc bình yên. Nếu như các ngươi tiến vào Thanh Châu, sợ rằng người dân Khương Quốc và Ninh Quốc sẽ bị đổ sát. Ôi, ta cũng rất khổ mà, thật đó, tất cả mọi người đều khó khăn, hỗ trợ nhau một lần đi, vậy thì mọi chuyện bình an. Chương 446, ta tiến người một đoạn đường. Hỗ trợ cái quần què ấy. Lúc này ở bên phải của Diệp Huyên, một thanh niên nổi giận nói, hỗ trợ con mẹ gì? Chúng ta vượt ngàn dặm xa xôi tới đây, chỉ dựa vào một câu của ngươi mà muốn bảo chúng ta trở về sao? Ngươi! Diệp Huyên buông tay ra, kiếm liên tú trong tay đột nhiên bay ra ngoài. Phụt! Tên thanh niên vừa mới nói chuyện im bặt, bởi vì có một thanh kiếm đã xuyển thủng chán hắn. Không hề có sức đáp trả. Ánh mắt mấy trăm con người trước mặt Diệp Huyên ngoài sát ý ra thì còn có thêm vài phần nghiêm nghị tay phải diệp huyên ngoắc một cái kiếm liên tú bay trở về trong tay hắn hắn cầm kiếm liên tú chỉ vào mấy trăm người trước mặt còn ai không phục nữa không ra đây còn ai không phục nữa không không gian vô cùng yên ắng ở cách đó không xa liên vạn lý nhìn diệp huyên trong mắt hiện nên ý cười đàn ông tốt thì nên như vậy thác bà tiểu yêu gật đầu không hổ là bằng hữu của thác bà tiểu yêu ta được lắm được lắm mọi người ở cách đó không xa, có một thanh niên mặc áo bào đen từ giữa mấy trăm người đi ra ngoài, hắn ta quan sát Diệp Huyên, nói các hạ muốn lấy lực lượng một người dọa chúng ta lui về, thứ cho ta nói thẳng, người còn chưa đủ tư cách đâu. Nói xong, hai mắt hắn ta nhắm lại, tay phải giấu ở trong áo từ từ nắm chặt lại. Chỉ cần Diệp Huyên mở miệng nói chuyện thì hắn ta sẽ lập tức ra tay, đánh Diệp Huyên trở tay không kịp. Nhưng Diệp Huyên không nói gì cả, cầm kiếm sông thẳng về phía người thanh niên đó thấy vậy người thanh niên đó ngẩn ra mẹ nhà nó sao hắn không nói câu nào đánh luôn hả có cần thẳng thừng vậy không người thanh niên này không dám nghĩ nhiều hai tay mở ra hai thanh đoàn đao lập tức xuất hiện ngay sau đó hắn ta tung người sông về phía diệp huyên những nơi hắn ta đi qua đao mang bắn tung tóe mặt đất trở nên hỗn loạn vô cùng chuyện này đúng là đáng sợ hai người càng ngày càng gần khi còn cách nhau chưa đầy một trượng thì kiếm trong tay diệp huyên đâm ra một điểm sáng lạnh lẽo xuất hiện nơi mũi kiếm đúng lúc này song đao của người thanh niên kia như hai con mãnh hổ mỗi lần chém xuống đều sẽ bắn ra một luồng đao khí sắc bén trong thời gian chưa đầy nửa hơi thở hắn ta đã chém ra trăm đao trăm luồng đao khí gần như trùng lên nhau uy áp mạnh mẽ ép một số kẻ gần đó không thể thở nổi đao chủ hắn ta đang mượn thế đao và kiếm mới tiếp xúc với nhau ầm một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên ngay sau đó diệp huyên và người thanh niên kia nhanh chóng lùi về phía sau mấy chục trượng hai người vừa dừng lại thì người thanh niên kia đã áp hai thanh đao vào với nhau sau đó vùng đao cách không chém về phía diệp huyên vù một luồng đao khí màu trắng lóe lên những nơi đao khí đi qua mặt đất tan vỡ sâu không thấy đáy diệp huyên đột nhiên chỉ tay về trước một thanh kiếm ở trong hộp kiếm sau lưng lập tức bay ra ngoài nhanh như chớp giật vù đao khí của người thanh niên kia lập tức bị chém vỡ nhưng thanh kiếm thì không hề dừng lại tiếp tục tiến quân thần tốc chém về phía người thanh niên kia khi thấy cảnh này đồng tử người thanh niên kia co lại ném thanh đao trong tay ra ngoài nhưng ngay khi thanh đao tiếp xúc với kiếm của diệp huyên thì lập tức vỡ nát chỉ là vào lúc này người thanh niên kia đã lùi về giữa đám đông nhưng kiếm của diệp huyên vẫn chưa chịu dừng lại khi thấy kiếm chém tới sắc mặt những người kia thay đổi vội vàng tránh né cuối cùng sau khi thanh kiếm này giết chết năm sáu người thì mới dừng lại nhưng ngay khi thanh kiếm này định bay về thì có một bàn tay duỗi ra tóm lấy chuôi kiếm là một thanh niên ở nơi xa thác bà tiểu yêu nhìn chằm chằm vào người thanh niên này thứ tư bảng yêu nghiệt hạ hầu chiêu hà hầu chiêu ngẩng đầu lên nhìn về phía diệp huyên có người nhờ ta chuyển lời cho ngươi loại rác rưởi như ngươi không xứng với an tiểu thư đâu diệp huyên lắc đầu mỉm cười nụ cười khá dữ tợn chuyện giữa ta và tiểu an liên quan con mẹ gì tới các ngươi ông đây thích ai thì thích người đó ông đây nói cho ngươi biết tiểu an thuộc về ông đây rồi thanh châu này diệp huyên ta cũng sẽ bảo vệ vừa dứt lời kiếm liên tú trong tay hắn bất chợt đổi sang màu xám đen Chương 447, hóa ra thiên tài đứng đầu Thanh Châu lại rác rưởi. Ác niệm, thế gian chia âm dương, vạn vật tương sinh tương khắc. Con người đương nhiên cũng chia thiện ác. Nhân chi sơ, tính bản thiện, nhưng thật ra cũng có kèm ác. Đối với một người thực lực mạnh mẽ thì chỉ cần muốn thiện, vậy sẽ tạo phúc một phương, nhưng nếu như ác, vậy sẽ là vạn vật tiêu vong. Đối với Diệp Huyên mà nói, người khác đối xử tốt với hắn thì hắn sẽ thiện, nhưng nếu như người khác ác với hắn thì hắn sẽ ác hơn người khác 10 lần, trăm lần. Người khác đối xử với hắn như nào thì hắn sẽ đối xử với người đó như vậy. Từ trước tới giờ Diệp Huyên chưa từng lấy oán trả ơn, nhưng chuyện lấy ơn báo oán thì hắn càng không làm. Khi kiếm ý ác niệm tỏa ra, kiếm trong tay hạ hầu chiêu chấn động kịch liệt, ngay sau đó nó biến thành màu xám đen, còn cánh tay hạ hầu chiêu thì bắt đầu biến mất. Sắc mặt Hà hầu chiêu thay đổi, vội vàng thả tay ra, thanh kiếm lập tức trở về trong hộp kiếm của diệp huyên sắc mặt hà hầu chiêu trở nên nặng nề hiện giờ lòng bàn tay phải hắn ta đã mất một lớp da nếu như khi nãy hắn ta buông tay trễ hơn sợ rằng toàn bộ tay phải của hắn ta đã biến mất rồi đây là kiếm ý gì hà hầu chiêu ngẩng đầu lên nhìn về phía diệp huyên ở nơi xa lúc này diệp huyên đã biến mất hai mắt hà hầu chiêu nhắm lại trong đầu hắn một sợi kiếm quang càng ngày càng tới gần kiếm nhanh quá có rất ít người có mặt ở đây nhìn gió quý tích của một kiếm này. hà hầu chiêu nghiêng người, tránh thoát chiêu kiếm này. Kiếm bay qua, lúc này Diệp Huyên đã ở phía sau lưng hạ hầu chiêu, cách hắn ta vài chục trượng. Tránh thoát. Mặt Diệp Huyên không chút cảm xúc, nhưng trong lòng thì đã đề phòng cao độ. Cho dù kẻ địch là ai đi chăng nữa thì cũng không thể chủ quan lơ là được, huống chi người đứng trước mắt đứng thứ tư trên bảng yêu nghiệt. Một người như vậy có thể yếu được sao? hà hầu chiêu nhìn về phía diệp huyên sắc mặt âm trầm lạnh lùng thiên tài đứng đầu thanh châu hừ đúng là ích ngồi đáy giếng thiếu hiểu biết vừa nói tới đây sắc mặt hà hầu chiêu thay đổi bởi vì ở nơi xa một thanh phi kiếm đang bay thẳng tới phía hắn ta tốc độ cực nhanh vượt qua phạm trù thần hợp cảnh thậm chí phải nói là cho dù một vài cường giả vạn pháp cảnh cũng không thể có tốc độ như vậy được một kiếm này đã vượt qua cường giả vạn pháp cảnh rồi Hà hầu chiêu bước sang phải một bước, chỉ một bước này đã giúp hắn ta tránh thoát được chiêu kiếm nhanh như chớp này. Vô cùng nhẹ nhàng, đây là thiên tài đứng đầu Thanh Châu sao? Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên đi ra ngoài, hắn ta nhìn Diệp Huyên, trong mắt tỏ rõ vẻ mỉa mai, hóa ra thiên tài đứng đầu Thanh Châu lại rác rưởi như vậy, ngươi. Ở nơi xa, Diệp Huyên tiện tay bắn ra một chỉ, một sợi kiếm quang đánh tới. Phụt người đàn ông trung niên mới nói chuyện không nói được gì nữa, bởi vì có một thanh kiếm xuyên thủng ít hầu hắn ta. Hai tay người đàn ông trung niên giữ chặt thanh kiếm này, trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ, yếu hầu của hắn ta không ngừng phun máu. Diệp Huyên quay đầu nhìn người đàn ông trung niên đó, ta ghét nhất là mấy tên chỉ biết mạnh miệng. Vừa dứt lời, lòng bàn tay hắn mở ra, thanh kiếm cắm ở ít hầu người đàn ông trung niên kia bay ngược trở về, rơi vào trong lòng bàn tay hắn. Diệp Huyên cầm kiếm không nói nhảm gì cả, quay người xông thẳng về phía Hạ Hầu Chiêu ở xa xa. Khi thấy Diệp Huyên xông tới, trong ánh mắt Hạ Hầu Chiêu cũng hiện vẻ nghiêm túc, đừng thấy hắn ta dễ dàng tránh thoát được hai kiếm của Diệp Huyên, thật ra cũng không hề đơn giản. Thực lực của Diệp Huyên nằm ngoài dự đoán của hắn ta. Lúc này Diệp Huyên đã cầm kiếm lao tới trước mặt Hạ Hầu Chiêu, hắn giơ kiếm lên đâm tới, một kiếm đánh ra, kiếm thế mạnh mẽ lập tức bao phủ Hạ Hầu Chiêu kiếm thế vừa tỏa ra, mặt đất xung quanh hai người lập tức nứt vác. Mặt hạ hầu chiêu không chút cảm xúc, không tránh cũng không né. Kiếm của Diệp Huyên không chút cản trở, đâm xuyên qua giữa chán hạ hầu chiêu. Phụt, có tiếng xé rách vang lên. Đó là tiếng không khí bị xé rách. Giả, dạ. Diệp Huyên phản ứng rất nhanh, quay người lại hung hăng chém một kiếm, nhưng tốc độ của hắn đã chậm nửa nhịp, đã có một cú đấm đánh lên ngực hắn. Ẩm. Um thân thể diệp huyên chấn động kịch liệt nhưng hắn không bị đánh bay khi nhìn thấy cảnh này sắc mặt hà hầu chiêu lập tức thay đổi liên tục lùi về phía sau mười trượng lúc này áo ở ngực hắn đã bị chém rách trên lồng ngực đã có một vết kiếm hằn sâu sắc mặt hà hầu chiêu trở nên dữ tợn ngẩng đầu lên nhìn diệp huyên ở phần bụng của diệp huyên có một luồng khí trắng khi nãy chính luồng khí trắng này đã ngăn cản cú đấm của hắn ta kiếm ý hai loại hình thái kiếm ý. Tay phải hạ hầu chiêu từ từ nắm chặt lại, yên lặng trong nháy mắt, hắn ta tung người lên trên cao. Trên không trung, một luồng uy áp hủy diệt đất trời xuất hiện, khi luồng uy áp này xuất hiện, mặt đất trong phạm vi trăm trượng xung quanh chấn động kịch liệt. Vô số người xung quanh hoảng hốt, vội vàng lùi về sau. Khi thấy cảnh này, mấy người mặc vân khởi lập tức biến sắc. Liên vạn lý đột nhiên nói, võ ký bậc thiên. Trên không trung ở nơi xa, uy áp trên người hạ hầu chiêu vẫn đang điên cuồng tăng cao, tay phải hắn ta nắm chặt, tỏa ra hào quang màu đỏ lửa, từng luồng uy áp mạnh mẽ không ngừng từ trên tay phải tỏa ra bên ngoài. Uy của đất trời, võ ký bậc thiên mang theo uy thế đất trời. Ở bên dưới, kiếm liên tú trong tay Diệp Huyên đã được đổi sang kiếm lôi tiêu được Diệp Liên đưa tặng. Khi nắm thanh kiếm bậc thiên này trong tay, kiếm thế ẩn chứa trong kiếm của hắn lập tức tăng vọt, luồng thế này như một dòng lũ, phóng vọt lên trời, chặn đứng thế trên người Hạ Hầu Chiêu tỏa ra. Trên không trung, sắc mặt Hạ Hầu Chiêu vô cùng dữ tợn, thân thể hắn ta xoay tròn, sau đó tung ra một cú đấm xuống phía dưới, mượn trời một cú đấm, đại địa băng. Vừa dứt lời, thế ẩn chứa trong cú đấm của Hạ Hầu Chiêu lập tức tăng vọt lên tối thiểu 5 lần. Ở bên dưới, kiếm thế của Diệp Huyên lập tức bị chấn áp, cùng lúc đó một luồng sức mạnh hủy diệt đất trời từ trên không trung nghiền nát tất cả đánh xuống dường như cú đấm này muốn phá hủy toàn bộ mặt đất vậy dưới luồng sức mạnh và uy áp to lớn này diệp huyên tựa như một chiếc thuyền lá ở giữa mưa to gió lớn vậy bất cứ lúc nào cũng có thể bị nuốt trọn dưới ánh mắt chăm chú của mọi người chân phải của diệp huyên đạp mạnh một cái thân thể biến thành một luồng kiếm quang màu đen phóng vọt lên trời nhất kiếm định sinh tử khi Diệp Huyên thi triển nhất kiếm định sinh tử, kiếm thế ẩn chứa trong kiếm của hắn lập tức tăng vọt, kiếm thế mạnh mẽ đè ép thế của đất trời trên người Hạ Hầu Chiêu, những nơi kiếm quang đi ngang qua, thế của Hạ Hầu Chiêu bị xé rách, dễ dàng như trẻ tre. Có thể nói đây là một kiếm mạnh nhất của hắn, đặc biệt là khi bổ sung kiếm ý ác niệm lên, uy lực của một kiếm này đã đủ hủy diệt đất trời. ầm ầm, trên không trung một tiếng nổ lớn vang lên, sau đó vô số kiếm quang và quyền mang bắn tung tóe ra khắp bốn phương tám hương, những người ở xung quanh đó hoảng hốt, vội vàng lùi về phía sau chừng trăm trượng. Vị trí của Diệp Huyên và Hạ Hầu Chiêu đã bị vô số kiếm quang và dòng khí bao phủ, nhưng bên trong kiếm quang và dòng khí kia vẫn liên tục có âm thanh vang lên, hiển nhiên hai người vẫn đang kịch chiến với nhau. Chương 448, có muội muội thích quá đi. Cứ như vậy, không biết kéo dài bao lâu nữa, kiếm quang và dòng khí dần tản đi, Diệp Huyên và Hà Hầu Chiêu cũng đã xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Lúc này hai người đứng cách xa nhau 20 trượng. Diệp Huyên cầm kiếm lôi tiêu trong tay, chỉ xéo xuống đất, trên mũi thanh kiếm lôi tiêu đen nhánh có máu tươi không nhường nhỏ xuống. Ở phía đối diện Diệp Huyên, Hà Hầu Chiêu đứng ở chỗ đó, hiện giờ cánh tay phải của hắn ta đã biến mất. Khi thấy cánh tay phải của Hà Hầu Chiêu đã không còn nữa, Sắc mặt những người đứng sau lưng Hạ Hầu Chiêu đều trầm xuống. Không cần nghi ngờ gì cả, Hạ Hầu Chiêu thua rồi. Hạ Hầu Chiêu nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, ta không thua bởi ngươi, ta thua dưới thanh kiếm Bậc Thiên của ngươi. Diệp Huyên giơ thanh kiếm trong tay lên, đắc ý nói, muội muội của ta tặng ta thanh kiếm này đó, ngươi không có bảo vật bậc thiên thì phải trách ai đây? Chắc chắn là phải trách ngươi rồi, ai bảo ngươi không có muội muội. Hạ Hầu Chiêu diệp huyên cầm kiếm lôi tiêu trong tay lúc này trong lòng hắn vô cùng đắc ý thật ra chỉ cần là đồ diệp liên tặng thì hắn đều thích có muội muội đúng là thích mà đương nhiên tuyệt đối là đừng giống thác bà tiểu yêu có một người muội muội như vậy sợ rằng ca ca sẽ bị đùa chết hạ hầu chiêu nhìn chằm chằm vào diệp huyên đã đánh giá thấp ngươi rồi nhà tư đồ cũng đã đánh giá thấp ngươi nhưng ngươi yên tâm đi sau khi ta quay về bọn họ sẽ không đánh giá thấp ngươi nữa ngươi. Nhưng đúng vào lúc này, kiếm lôi tiêu trong tay hắn biến thành một luồng kiếm quang, bắn thẳng ra. Sắc mặt hà hầu chiêu thay đổi, định dùng tay phải ngăn cản thì hắn ta hoảng hốt phát hiện ra cánh tay phải của mình đã không còn nữa. Trong nháy mắt này, thanh kiếm xuyên qua giữa chán hắn ta. Phụt. Một dòng máu tươi phun ra từ chán hạ hầu chiêu. Diệp Huyên chậm rãi đi tới trước mặt hạ hầu chiêu trở về. Ngươi còn định trở về hả? Nghĩ nhiều quá rồi đó nói xong tay phải hắn ngoắc một cái chiếc nhẫn chứa đồ trên tay hà hầu chiêu bay tới tay một giờ sau khi nhận được nhẫn chứa đồ của hà hầu chiêu diệp huyên ngẩn ra bên trong nhẫn chứa đồ có một thanh trường thương bậc chân thượng phẩm ngoài đó ra còn có trăm triệu linh thạch cực phẩm dầu vái đây là suy nghĩ đầu tiên trong đầu diệp huyên chắc chắc hà hầu chiêu đánh cướp ở thương lan châu mới có được hơn trăm triệu linh thạch cực phẩm này bao gồm cả thanh trường thương bậc minh thượng phẩm này nữa chắc chắn cũng như vậy vừa nghĩ tới đây hắn nhìn mấy trăm người ở trước mặt e rằng những người này cầm quá nửa tiền tài của thương lan châu rồi nếu như để cho những kẻ này tiến vào thanh châu có thể tưởng tượng được kết cục của khương quốc và ninh quốc sẽ thê thảm tới mức nào hiện giờ mấy trăm người ở nơi đó đều hiện vẻ kiêng rè diệp huyên chém giết hạ hầu chiêu đứng thứ tư trên bảng yêu nghiệt điều này mang ý nghĩa thực lực của hắn đã đứng thứ tư trên bảng yêu nghiệt. Kiêng rè. Không có ai kiêng rè cả. Nhưng nếu rút lui thì không ai cam lòng ca. Bọn chúng đã tới Thanh Châu rồi, chỉ cần tiến vào Thanh Châu thì muốn phụ nữ có phụ nữ, muốn tiền tài có tiền tài. Hiện giờ rút lui sẽ đánh mất rất nhiều thứ. Đúng lúc này, một ông lão lưng còng bất ngờ đi ra. Ngự pháp cảnh. Ông ta không phải là vạn pháp cảnh mà là ngự pháp cảnh ông lão lưng còng đi tới trước mặt Diệp Huyên, ông ta nhìn Diệp Huyên, sắc mặt hiền hòa nói, lão phu là đại trưởng lão huyền U Tông ở Trung Thổ Thần Châu, cho dù huyền U Tông ta không phải là thế lực hàng đầu nhưng trong Tông cũng có hơn chục cường giả vạn pháp cảnh, cường giả ngự pháp cảnh dù không nhiều nhưng cũng có bốn năm vị, chật chật. Nói tới đây, ông ta nhìn về phía Diệp Huyên, ấy náy nói, lão phu không có ý uy hiếp đâu, thật đó. Hoàn toàn không định uy hiếp, tiểu hứng đừng nên suy nghĩ nhiều. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó cười đáp ta biết mà. Đúng rồi, tiền bối có biết học viện thương mộc không? Ông lão gật đầu, đương nhiên là biết. Diệp Huyên cười đáp ta diệt học viện thương mộc ừm, ta không có chỗ dựa đâu, thật đó, không có bất kỳ chỗ dựa nào cả. Hơn 10 vị cường giả vạn pháp cảnh và mấy vị cường giả ngự pháp cảnh của học viện thư mộc đều do ta giết, ấy chết, tiền bối tỏ vẻ mặt gì vậy? Đừng có không tin chứ, thật đó, Diệp Huyên ta không có chỗ dựa đâu đều do một mình ta làm ra cả đấy. Chương 449, còn ai muốn ra tay? Sau khi nghe Diệp Huyên nói xong, ông lão cứ vậy nhìn Diệp Huyên, vẻ mặt rất bình tĩnh. Trên mặt Diệp Huyên là nụ cười rất điềm đạm. Sau một lúc lâu, ông lão lưng còng mỉm cười, làm phiền rồi. Nói xong, ông ta xoay người rời đi. Cuối cùng ông ta vẫn không chọn ra tay. Ông ta cũng đã nghe nói về chuyện học viện thương mộc nhằm vào Diệp Huyên, mà Tổng viện Học viện Thư Mộc còn mạnh hơn tông môn của ông ta. Nhưng Học viện Thư Mộc ở Thanh Châu đã bị tiêu diệt, Diệp Huyên thì vẫn còn sống. Điều này đã có thể giải thích rất nhiều vấn đề. Ông ta lăn lộn tới ngự pháp cảnh, hiểu rõ nhiều khi có một số người không thể chọc, một khi chọc vào thì chẳng những hại bản thân mà có thể còn hại tông môn. Có điều ông ta vẫn không rời đi, mà là âm thầm quan sát, hiển nhiên vẫn có chút không muốn bỏ cuộc. Giờ phút này, sau khi nhìn thấy đám người ông lão thác bạt đều lùi lại mấy trăm người trên sân không còn ai dám đứng ra ai cũng không muốn làm chim đầu đàn nhưng cũng không ai rời đi hiển nhiên tất cả đều không muốn cứ vậy mà về theo họ thấy thanh châu là một kho báu kho báu đang ở trước mắt nếu cứ vậy rời đi ai cũng không cam lòng hiển nhiên diệp huyên cũng biết điều này do đó hắn không chọc giận tất cả mọi người vì nếu tất cả những người này cùng nhau tấn công chắc chắn hắn không đánh lại những người này ai cũng có mưu mô riêng, không ai tin tưởng ai. Hắn chỉ cần làm người ra mặt giải quyết là được. Lúc này, một người đàn ông đột nhiên đứng ra, người đàn ông liếc nhìn Diệp Huyên, trong mắt lạnh như băng, "Các vị, chúng ta nhiều người như vậy." Lúc này, một tia kiếm quang vụt qua. Xẹt. Giọng nói của người đàn ông đột ngột dừng lại, ngay sau đó, đầu hắn ta bay thẳng ra ngoài mấy trượng rồi lăn xuống đất. Nhìn thấy cảnh này, một số người không nhịn được lùi lại, khi ngước lên nhìn Diệp Huyên lần nữa thì trong mắt đã tràn đầy kiêng rẻ. Họ đến từ Thương Lan Châu, có thể nói ai cũng là kẻ tàn nhẫn, nhưng người trước mắt này dường như còn tàn nhẫn hơn. Không nói gì đã chém đầu. Không ai đứng ra, cũng không ai lên tiếng. Diệp Huyên cũng không nói lời nào, hắn chỉ nhẹ nhàng lau máu trên kiếm lôi tiêu, mặt không cảm xúc, không ai biết hắn đang nghĩ gì. Cục diện trên sân hơi căng thẳng. Lúc này một người đàn ông bước ra, nhưng hắn ta vẫn cách Diệp Huyên rất xa, hắn ta nhìn Diệp Huyên, vị huynh đài này, ta không có ác ý, chỉ muốn nói vài câu. Diệp Huyên gật đầu, nói đi. Người đàn ông trầm giọng nói, vị huynh đài này, thực lực của huynh đủ mạnh, ngay cả ở trung thổ thần châu sợ là cũng không ai trong thế hệ trẻ có thể lấy một trọi một với huynh. Nhưng huynh đài có từng nghĩ tới việc phần lớn những người đến đây đều là một số con cháu thế gia, lính đánh thuê, còn có một số đệ tử tông môn không? Hắn ta nói tới đây thì tạm dừng, sau đó lại nói, huynh đài làm như vậy không thể nghi ngờ là đang chặn đường tiền tài của mọi người, sẽ đắc tội rất nhiều thế lực. Những người ở Thanh Châu kia cũng chưa chắc sẽ biết ơn huynh đài. Nói xong, hắn ta lập tức lùi vào trong đám đông. Hắn ta vẫn rất kiêng rẻ phi kiếm của Diệp Huyên. Tốn công mà không có kết quả. Diệp Huyên lắc đầu, nếu mọi chuyện đều phải chú trọng đến mục đích thì thật là quá nhàm chán chẳng hạn như nếu quốc nạn ập xuống đầu ai cũng chỉ nghĩ tới lợi ích của mình không quan tâm đến đại nghĩa nước nhà loại người này có còn là người không nhiều khi con người có thể ích kỷ nhưng cũng có đôi lúc họ không thể ích kỷ ta biết ơn nhưng vào lúc này liên vạn lý cách đó không xa bỗng nhiên bước tới bên cạnh diệp huyên nàng ta nhìn diệp huyên trên mặt là nụ cười, lần này Diệp Quốc Sĩ đứng ra bảo vệ Thanh Châu, đế quốc Đại Vân ta sẽ ghi nhớ ơn này. Không chỉ đế quốc Đại Vân ta, cả Thanh Châu cũng sẽ ghi nhớ. Một người đàn ông trung niên trong đám đông cách đó không xa bỗng lên tiếng, mọi người liên thủ với nhau thì sợ gì mấy người họ. Chúng ta, liên vạn lý đột nhiên túm một phát cách không, người đàn ông trung niên vừa nói trong đám đông cách đó không xa trợn tròn mắt, mạch máu trên cổ gá nhanh chóng nhô lên, ngay sau đó đầu tách khỏi cổ, mà trong tay liên vạn lý xuất hiện một cái đầu chảy máu đầm đìa. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người kinh hái. Diệp Huyên cũng hơi hoảng sợ, hắn hỏi, đây, đây là võ ký gì? Liên vạn lý hờ hững đáp, thuật đề đầu. Nói tới đây, nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên, muốn học không? Một túm một cái đầu, rất kích thích. Diệp Huyên, mà lúc này, trong đám đông cách đó không xa đột nhiên lại có người nói, các vị, nếu chúng ta vẫn không liên thủ chắc chắn sẽ bị họ giết chết từng người một, mọi người liên thủ với nhau đi. Dứt lời, mười mấy người trong đó lao ra khỏi đám đông, chạy thẳng tới chỗ Diệp Huyên và Liên Vạn Lý. Thấy có người ra tay, một số người còn lại cũng muốn lên theo, nhưng lúc này, bảy thanh kiếm đột nhiên bay ra khỏi hộp đựng kiếm của Diệp Huyên. Xoét 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 xoét. Bảy người trong số mười mấy người vừa lao ra lập tức bị kiếm chém rơi đầu những người còn lại thì đều vội vàng dừng bước mặt đầy hoảng sợ nhưng lúc này những người xung quanh lại ngo ngoe muốn động tuy diệp huyên rất mạnh nhưng họ nhiều người diệp huyên cầm kiếm bước về phía những người đó còn ai muốn ra tay ai muốn ra tay không còn ai dám ra tay đừng vội càn rỡ đúng lúc này một ông lão áo đen thình lình xuất hiện phía trước diệp huyên không xa người vừa đến diệp huyên biết đó là ông lão áo đen đi theo An Lan Tú, nhưng ông lão áo đen này không phải người của nhà họ An. Chương 450: Kiếm Hoàng. Ông lão áo đen nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, "Diệp Huyên, người khác sợ ngươi, nhưng nhà họ Tư Đồ ta không để ngươi vào mắt. Nếu không ai lên làm chim đầu đàn, vậy thì để nhà Tư Đồ ta lên trước." Nói xong, ông ta xoay người nhìn mấy trăm người đằng sau, "Các vị, đám người Diệp Huyên này để nhà họ Tư Đồ ta đối phó, các vị cứ việc tới Thanh Châu là được." đương nhiên ta cũng có một yêu cầu nho nhỏ đó là sau khi các vị đến thanh châu xin hãy chăm sóc thật tốt cho khương quốc và học viện thương lan không ai trả lời ông lão bởi vì bây giờ hiển nhiên họ vẫn chưa tin ông ta rõ ràng ông lão áo đen cũng biết điều này ông ta lập tức vung tay phải lên mười ông lão chợt xuất hiện sau lưng ông ta mười tên vạn pháp cảnh ông lão áo đen lạnh lùng nhìn diệp huyên diệp huyên chẳng phải sau lưng ngươi có một vị kiếm tu ư Lão phu nói cho ngươi biết, học viện thư mục bất tài, sợ kiếm tu sau lưng ngươi, nhưng nhà họ Tư Đồ ta không sợ. Ta. Đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên giận dữ quát, không sợ tiên sư nhà ông. Dứt lời, hắn nhún người nhảy lên, chém một nhát về phía ông lão áo đen. Lúc này không thể nghi ngờ là Diệp Huyên vô cùng phẫn nộ. Giờ hắn đã hiểu tại sao cô gái bí ẩn lại giận dữ như vậy. Đừng nói cô gái bí ẩn tức giận, dù là hắn nếu lúc nào cũng có người tới gây chuyện với hắn thì hắn cũng tức giận vấn đề là một khi cô gái bí ẩn này tức giận nàng ấy sẽ hủy diệt thế giới nàng ấy thật sự muốn hủy diệt thế giới đồng thời cũng có khả năng hủy diệt thế giới đây không phải trọng điểm trọng điểm là mỗi lần cô gái bí ẩn ra tay tháp giới ngục trong cơ thể hắn sẽ trở nên không ổn định hơn hắn không muốn bị tháp chơi đùa tới chết thấy diệp huyên ra tay ông lão áo đen khịt mũi một tiếng rồi vung tay lên một lực lượng mạnh mẽ như sóng to biển rộng chấn động trào ra ầm um, lực lượng này đẩy lui diệp huyên về sau gần 10 trượng ông lão áo đen không tiếp tục ra tay mà ngoảnh đầu lại nhìn mấy trăm người kia các vị diệp huyên này muốn chặn đường tiền tài của các vị chẳng lẽ các vị không có ý kiến nào khác sao những người kia đưa mắt nhìn nhau vẻ kiêng rè trong mắt rất nhiều người dần biến mất thay vào đó là sát ý lúc này một người đàn ông áo đen đột nhiên đứng ra Hắn ta nhìn Diệp Huyên, gần giọng nói, "Các vị, nếu mấy trăm người chúng ta thật sự bị Diệp Huyên chặn lại ở đây, vậy chẳng phải chúng ta sẽ trở thành trò hề cho cả Thanh Thương giới à?" "Trò hề." Vẻ mặt của những người kia càng trở nên âm u hơn. Đa số họ đều có máu mặt, nếu thật sự bị một mình Diệp Huyên chặn lại ở đây, không thể nghi ngờ, chính họ cũng không có mặt mũi quay về Trung thổ Thần Châu. Lúc này, người đàn ông áo đen lại nói, "Các vị, sao chúng ta không liên thủ với nhau diệt trừ tên diệp huyên này trước sau đó cùng nhau chia sẻ của cải của thanh châu cùng nhau chia sẻ của cải của thanh châu nghe thấy câu này đám người trên sân như được tiêm máu gà máu lập tức sôi trào nhìn thấy cảnh này ông lão áo đen nở nụ cười lạnh lùng ông ta nhìn về phía diệp huyên diệp huyên trước đây lão phu còn cảm thấy ngươi là một kẻ khá đáng gờm không ngờ ngươi lại ngu xuẩn như vậy dám làm địch với cả trung thổ thần châu vì vài con kiến hôi ngươi thật sự quá ngu xuẩn nói tới đây ông ta bước tới trước mặt diệp huyên không xa nụ cười lạnh lùng đã chuyển thành châm chọc diệp huyên ngươi có biết vì sao người hộ giới phải rời khỏi thanh châu không bởi vì những tông môn thế gia và người hộ giới ở trung thổ thần châu đã chuẩn bị hy sinh thanh châu với thương lan châu để làm giảm mâu thuẫn nội bộ trung thổ thần châu còn ngươi lại không biết tự lượng sức mình muốn ra sức bảo vệ thanh châu ngươi nói xem ngươi có ngu xuẩn hay không ngu xuẩn diệp huyên hơi mờ mịt đúng thật nếu hắn không quan tâm chuyện gì thì hoàn toàn có sức tự vệ hắn có thể đến trung thổ thần châu tìm muội muội sau đó chăm chỉ tu luyện tương lai tươi sáng nhưng học viện thương lan phải làm sao khương quốc phải làm sao ninh quốc phải làm sao nếu trước đây lão kỳ không ra tay cứu giúp sợ là muội muội diệp liên đã không còn trên đời nếu trước đây lão kỳ không liều mạng cứu giúp ở đế đô Hắn và ba người Mạc vân khởi đã chết từ lâu. Khi lão kỳ sắp qua đời đã giao học viện thương lan cho hắn. Giờ đây đại nạn ập đến, sao hắn có thể vứt bỏ học viện thương lan? Còn có khương quốc, hoàng thất khương quốc cũng đã giúp hắn đâu ít? Còn có ninh quốc, trước kia lúc thác bạt phu giúp hắn đã nhờ hắn tận sức chăm nom ninh quốc. Còn có túy tiên lâu, vì diệp huyên hắn, túy tiên lâu đã không tiếc trở mặt với thế giới ngầm và học viện thương mộc. Một lát sau diệp huyên đột nhiên lắc đầu cười quả nhiên con người ghi thù thì dễ nhớ ơn thì khó đúng là một tật xấu đã ăn sâu vào tận xương tủy của con người nói đến đây hắn nhìn thanh kiếm trong tay diệp huyên ta cũng không phải đang cứu thanh châu mà là đang cứu chính mình làm người không thể quên tâm nguyện ban đầu càng không thể quên cội nguồn nghĩ tới đây ba thanh kiếm trên đỉnh tháp giới ngục đột nhiên rung lên cả tháp giới ngục chấn động Cùng lúc đó, hoàng, một luồng kiếm ý màu trắng sữa chợt trào ra khỏi cơ thể Diệp Huyên, bao phủ quanh người hắn, nhưng ngay sau đó một nửa luồng kiếm ý dần dần biến thành màu đen. Diệp Huyên của lúc này, một nửa trắng tuyết, một nửa đen sẫm, vô cùng kỳ dị. Nhìn thấy cảnh tượng này, ông lão áo đen đứng phía trước Diệp Huyên sững sờ, sau đó mặt ông ta hoàn toàn biến sắc, ông ta tức hồn hển quát, không ổn, hắn đột phá kiếm tâm, có khả năng thăng lên thành kiếm hoàng giết hắn, mau giết hắn. Audio điện tử võ tấn bền. Hết tập 21.